Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 129. Phạn Thiện gật đầu, ta biết ý của ngươi, người xấu rất nhiều, không chỉ bên ngoài, trong thị trấn cũng có vài người xấu, nhưng ta luôn tin rằng, trên thế giới này, người tốt còn nhiều hơn người xấu, nếu không có, vậy chúng ta cũng có thể biến người xấu thành người tốt. Diệp Quân cười nói, nếu người xấu không thể biến thành người tốt thì sao? Phạn Thiện vung tay, vậy thì tiêu diệt hết đi, như vậy, chỉ còn lại người tốt rồi. Diệp Quân ngơ ngác. Phạn Thiện đột nhiên khẽ thở dài, thế giới này, không thể chỉ có người tốt hoặc người xấu được. Diệp Quân gật đầu, đúng là vậy. Phạn Thiện đột nhiên cười nói, thiện ác có thể cùng tồn tại, nhưng không thể để người xấu nhiều hơn người tốt, cũng không thể để người xấu kiêu ngạo. Diệp Quân quay đầu nhìn Phạn Thiện. Phạn Thiện chớp mắt, nhìn ta làm gì? Nói không đúng à? Diệp Quân cười nói rất đúng. Phạn Thiện cười rạng rỡ, ta rất lợi hại đó, hi hiu. Diệp Quân cười ha ha, nhìn ra rồi. Phạn Thiện đấm Diệp Quân một phát, lườm hắn, không được cười. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta nghiêm túc mà. Phạn Thiện trợn mắt nhìn hắn, sau đó nói, ngươi đến từ vũ trụ quan huyên, vậy có thể nói cho ta nghe chuyện bên chỗ các ngươi không? Diệp Quân gật đầu, có thể chứ, ta nói hệ Ngân Hà cho cô nghe, chỗ đó rất vui. Được đó. Núi Phạn Tịnh ở hệ Ngân Hà. Vì là kỳ nghỉ, nên hôm nay núi Phạn Tịnh náo nhiệt cực kỳ, từ đỉnh núi tới chân núi, người chỉ chít, có thể nói là đông nghìn nghịt. Mặc dù cực kỳ nhiều người, nhưng người chơi rất vui, vì đây là kỳ nghỉ nhàn rỗi hiếm hoi trong năm của bọn họ. Đỉnh núi, biển mây như thủy triều, trước một tòa đại điện, một người đàn ông đang cầm chổi cầm quét dọn. Người này chính là chủ nhân bút đại đạo. Sau khi tu vi bị phong ấn, ông ta chỉ có thể về chỗ này làm lại từ đầu, kiếm cơm đủ ăn. Chủ nhân bút đại đại vừa quét dọn vừa lẩm bẩm nói, đã nghỉ hết cả rồi, ta vẫn phải đi làm, đúng là khiến người ta tức chết mà. Lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền tới từ bức tượng đá trong đại điện phía sau ông ta, chỉ thế này đã nhận thua rồi à? Chủ nhân bút đại đạo dừng lại, ông ta im lặng hồi lâu, khẽ cười, sao có thể chứ? Đây không phải vừa bắt đầu à? Nói rồi, hai tay ông ta cầm chổi, từ từ ngẩng đầu nhìn biển mây nơi xa, nhẹ giọng nói, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, ngươi đang tính kế bọn ta, chẳng phải bọn ta cũng đang tính kế cho đường lối thiện ác của ngươi đây sao? Phân rồi hợp, từng người làm chủ, vua lại thêm vua, nếu khoảnh khắc thằng nhóc kia biết được thiện đạo, chắc sẽ rất bất ngờ đấy, ha ha. Âm thanh kia nói, ngươi biết người phụ nữ đó vô địch, thật sự vẫn muốn tiếp tục làm vậy à? Chủ nhân bút đại đạo thu ánh mắt về, nhẹ giọng nói, trừ phi một ngày nào đó thằng nhóc đó mạnh đến mức đủ để trói buộc cô và ông nội hắn, còn cả cha hắn nữa, nếu không, cái gọi là trật tự của hắn đều là nói linh tinh thôi, nếu có một ngày hắn thật sự làm được như vậy, hoặc nếu có suy nghĩ như vậy, A sẽ tuân theo trật tự của hắn, giúp hắn một tay. Yến Kinh. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người phụ nữ từ từ đi vào, đầu người phụ nữ đầy tóc bạc, cô ta mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng, cô ta từ từ đi tới trước bàn sách, trên bàn sách vẫn còn hai tờ giấy nháp. Cô ta nhặt hai tờ giấy nháp lên, sau khi nhìn rất lâu, cô ta hơi ngơ ngác, đột nhiên, dường như cô ta ý thức được gì đó, nhìn cánh tay phải của mình, chỉ thấy trên cánh tay trắng tinh như khắc một hàng chữ nhỏ đỏ như máu, Tiểu Quân, để ta yêu ngươi một lần nữa. Khắc cực kỳ sâu. Tiểu Quân là ai? Người phụ nữ lẩm bẩm với mình, càng ngày càng mù tịt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa lông mày của cô ta đột nhiên xuất hiện một dấu ấn đại đạo màu đỏ nhạt. Người phụ nữ chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, hai tay ôm đầu co quắp trên mặt đất, rùng mình, đau muốn chết. Đàn áp nhân tính. Nhớ lại. Sống không bằng chết. Phạn Thiện rất có hứng thú với hệ Ngân Hà, giữ Diệp Quân lại nói chuyện đến nửa đêm. Cô ta hỏi mấy vấn đề khá kỳ quái. Tại sao người hệ Ngân Hà lại sống theo cách mệt mỏi như vậy? Tại sao người hệ Ngân Hà lại tổn cả đời để trả nợ? Ồ, chủ đề này không được nói chứ gì. Cứ thế Diệp Quân nói chuyện với cô ta rất lâu, mãi đến nửa đêm, cuối cùng cô ta không chịu nổi nữa mới lưu luyến quay về phòng nghỉ ngơi. Sau khi về phòng Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cảm thấy hơi mệt, không ngờ cô gái này lại có hứng thú với hệ Ngân Hà như vậy. Nhưng cũng bình thường thôi, so ra thì mấy thứ kỳ lạ của hệ Ngân Hà vẫn có sức hút rất lớn với thế giới của người U Hành.
Người ở hệ Ngân Hà cũng cực kỳ có hứng thú với thế giới của người tu luyện, người ngưỡng mộ ta ngưỡng mộ ngươi. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên giường, lấy tiên tinh tạo hóa ra, sau đó thi triển vũ trụ quan huyên pháp. Sau khi thi triển công pháp, tiên tinh tạo hóa rung lên, sau đó biến thành từng dòng linh khí đi vào cơ thể hắn. Khi linh khí tràn vào cơ thể, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu chậm rãi dẫn dắt linh khí phân tán vào tứ chỉ và xương cốt. Lúc đầu hắn vẫn hơi lo lắng, vì dù sao trong cơ thể hắn cũng có phong ấn mà Phản Chiêu Đế để lại, nhưng chẳng mấy chốc hắn nhận ra phong ấn không hề ngăn cản linh khí trong cơ thể hắn, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phong ấn mà Phản Chiêu Đế ở lại chỉ phong ấn tu vi trước kia của hắn. Hắn cũng khá khó hiểu tại sao tu vi hiện giờ của hắn không bị phong ấn. Lẽ nào là đường lui mà người cứu mình để lại cho mình sao? Không nghĩ nhiều, Diệp Quân bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Sau khi có được linh khí, cộng thêm vũ trụ quan huyên pháp, tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt, hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần có huyền khí, hắn có thể phát huy được sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Mặc dù trận chiến đó bị đánh bại, nhưng cũng làm cho hắn tiến bộ rất lớn. Sự tiến bộ này không chỉ về mặt sức chiến đấu, còn về mặt tinh thần. Tất nhiên hắn cũng không dám sơ suất ở nơi này, dù sao nơi này cũng là nền văn minh vũ trụ cấp 9. Sống lại một kiếp, mọi việc đều phải cẩn thận. Diệp Quân thu lại suy nghĩ, bình tâm lại chuyên tâm hấp thụ huyền khí. Ở một bên khác, Thiên Thần và A Ông vẫn đang nghiên cứu kiếm gãy và tháp hỏng đó. Sau khi tách khỏi Diệp Quân quay về viện, gã bảo A Ông lấy tất cả tiên tỉnh tạo hóa ra để tiểu tháp và thanh kiếm gãy này nuốt trứng, thế nhưng sau khi hấp thụ tất cả tiên tỉnh tạo hóa, tiểu tháp và thanh kiếm gãy vẫn không có phản ứng gì. Hai người đều cảm thấy cạn lời. Thiên Thần ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm kiếm gãy và tiểu tháp, trầm giọng nói, ta không tin tà nữa. A Ông nói, điện hạ, hai thứ này hơi lạ. Thiên Thần quay đầu lại nhìn A Ông trầm giọng nói, huyền khí trong người của ngươi và ta. Cộng thêm gần một vạn tiên tinh tạo hóa cũng không thể đánh thức linh hồn của hai thần vật này, rất bất thường. Thiên Thần híp mắt, ý ông là có thể hai thần vật này đã hồi phục linh hồn, nhưng muốn nhiều huyền khí hơn. A Ông gật đầu. Thiên Thần quay đầu lại nhìn thanh kiếm gãy và tiểu tháp, sau đó lắc đầu, không có khả năng, thần vật như vậy sao có thể làm ra chuyện này. Ông đừng suy bụng ta ra bụng người. A Ông cười gượng, không nói gì. Thật ra gã cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Dù sao rất có thể hai thần vật này đều là thần khí tạo hóa trong truyền thuyết, thần vật ở cấp bậc này sao có thể làm được chuyện như vậy? Hoàn toàn không có khả năng. Thiên Thần nhìn hai thần vật đó một lúc rồi nói, còn phải kiếm vài viên tiên tinh tạo hóa mới được. A Ông hơi bất lực nói, điện hạ, tiên tinh tạo hóa chúng ta đem theo đã dùng hết cho nó rồi. Thiên Thần nhìn A Ông do dự một lát rồi nói, còn để lại hơn 100 viên. Nhưng ngày mai chúng ta phải đi kiểm tra tường biên hoang, để phòng ngừa bất chắc, chúng ta vẫn nên cần sức chiến đấu mới được. Thiên Thần gật đầu, ừ, tạm thời cứ để hai thần vật này ở đó trước, đợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta quay lại giải quyết. A Ông gật đầu, được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quân dậy từ rất sớm, hắn đến dưới lầu nhìn cành cây cách đó không xa, giấy lên suy nghĩ. Vùi một âm thanh xé toạc không khí vang lên. Cành cây bay thẳng lên rồi bắn vào một cây cổ thụ cách đó 10 trượng như tia chớp. Thấy thế, khóe môi Diệp Quân cong lên. Cuối cùng hắn cũng có một ít sức chiến đấu rồi. Lúc này hắn quay đầu lại thì thấy một cánh cửa trên lầu mở ra, ông nội của Phản Thiện đi ra, ông ta mặc một chiếc áo choàng băng vải dày, đeo một thanh lưỡi liềm trên thắt lưng. Lúc này Phản Thiện cũng đi ra khỏi phòng, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo vải bông màu tím đơn giản, bên dưới mặc chiếc quần đen bó sát. Nhưng không có vẻ béo lắm, tóc được buộc thắt bím dài, trông rất dễ thương, đeo một thanh lưỡi liềm trên thắt lưng. Phản Thiện vẫy tay với Diệp Quân, cười nói, Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, chào buổi sáng. Lúc này ông cụ nói, đi thôi. Ba người xuất phát đến tường biên hoang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói chuyện với ông lão mới biết được tường biên hoang đã tồn tại từ thời đại thượng cổ. Cách này đã vài trăm triệu năm rồi. Vài trăm triệu năm. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, nếu là ở hệ Ngân Hà chắc chắn là một chuyện khó có thể tưởng tượng, vì toàn bộ nền văn minh lịch sử loài người chỉ tồn tại được 4-5 ngàn năm. Nhưng nếu ở các vũ trụ khác, thật ra mấy trăm triệu năm cũng không phải là rất dài,
dù sao tuổi thọ của người tu luyện cũng khá dài, có cường giả đỉnh cấp sống đến mấy trăm triệu năm cũng không phải là chuyện rất khó. Còn tác dụng tồn tại của tường biên hoang là gì, ông ta biết cũng không nhiều, chỉ nói có thể là một bên khác của tường phòng vệ. Một lúc sau, ba người đã đến sa mạc tử vong đó, muốn đến được tường biên hoang trước tiên phải vượt qua sa mạc tử vong này. Sau khi đi vào sa mạc tử vong, ông lão đi đầu bỗng trở nên đề phòng mọi thứ, tay trái đặt lên thanh lưỡi liềm trên thắt lưng. Ba người cũng đi nhanh hơn. Phản Thiện bên cạnh Diệp Quân nhìn xung quanh, ta nói ngươi nghe nơi này có loại côn trùng lớn, gọi là sa trùng, có thể ăn sạch một người chỉ một phát cắn, ngươi phải đi theo sát ta và ông nội, biết không? Diệp Quân nhìn Phản Thiện, mỉm cười nói, cô không sợ sao? Phản Thiện nghiêm túc nói, ông nội ta rất lợi hại. Cho dù có 100 con sa trùng đến thì ông ấy cũng có thể giết chết chúng chỉ bằng một nhát đao, ông ấy được mệnh danh là đao thần, một nhát đao có thể chém đối phương thành đôi. Diệp Quân bật cười. Ông lão nhìn Phản Thiện, lắc đầu khẽ cười. Ba người bước đi nhanh hơn, lần này rất suôn sẻ, không gặp sa trùng trong truyền thuyết đó. Sau khi đi qua sa mạc, ba người đến một thảo nguyên, bị giật mình bởi cảnh tượng trước mặt. Cuối tầm mắt, một bức tường thành cao mấy ngàn trượng, ngang bằng một ngọn núi, đứng sừng sững trước mặt họ như một bức tường trời, vô cùng hùng vĩ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là tường biên hoang sao? Ông lão nhìn bức tường, gật đầu, ừ. Diệp Quân khế nói, hùng vĩ quá. Phản Thiện bỗng nói, ông nội nghe nói bên kia bức tường có mấy vị thiên thú hung dữ, là thật sao? Ông lão nhìn Phản Thiện, mỉm cười nói, ai biết chứ? Ông nội chưa từng đến đó. Phản Thiện cười nói, vậy chúng ta có thể lên đó xem thử không? Ông lão lắc đầu, thôi. Nói rồi ông ta đi sang một bên. Diệp Quân và Phản Thiện đi theo. Hôm nay họ đến để hái một loại quả đặc biệt, gọi là quả linh dị. Loại quả này có mùi vị rất ngon và rất được ưa chuộng trong thị trấn. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của hai ông cháu, đến một lần có thể sống được mấy tháng. Nhưng vì sa mạc tử vong nên người trong thị trấn không muốn mạo hiểm. Phản Thiện bỗng nói, ông nội, chúng ta vừa đến chưa được mấy ngày, sao lại đến nữa? Tiền chúng ta kiếm được còn có thể sử dụng được khá lâu. Ông lão nói, có thêm một người nữa. Diệp Quân cảm thấy xấu hổ. Phản Thiện cười, sức ăn của Diệp Quân quả thật rất nhiều, người bình thường thật sự không nuôi nổi hắn. Diệp Quân. Chẳng bao lâu, ba người đi tới một khu rừng, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn. Trên mấy cây cao chót vót cách đó không xa có mấy chục quả linh dị. Ông lão lấy một sợi dây ra rồi đi đến một cái cây trong đó, ông ta buộc dây vào trên cây, sau đó hai chân đạp lên cây mượn sức để trèo lên. Phản Thiện để hai tay lên bên miệng, ông nội cẩn thận. Ông lão rất thành tạo, chẳng mấy chốc đã trèo lên mấy chục trượng đến giữa cây. Diệp Quân quay đầu lại nhìn tường biên hoang, phải nói là bức tường này cao lớn thật. Lúc này hắn cũng khá tò mò bên kia bức tường là gì. Ngay lúc này ông lão trên cây bỗng nói, tiếp lấy. Vừa dứt lời, một quả linh dị rơi xuống. Phản Thiện vội lấy một cái lưới chạy đến, sau đó vững vàng bắt được quả linh dị đó, cũng rất thành thục. Không lâu sau, quả linh dị trên cây đã được hái xong, ông lão lại sang cây thứ hai. Ở một bên khác, Thiên Thần và A Ông đi đến trên tường biên hoang. Hai người ngẩng đầu nhìn ra ngoài bức tường thành, một vùng đất hoang vu, nhìn không thấy điểm cuối. A Ông nói, trước kia tình báo nói bên biên hoang có động tĩnh, giờ xem ra rất bình yên. Thiên Thần bỗng nói, có cần sang đó xem thử không? Sắc mặt A Ông bỗng thay đổi, điện hạ, không được làm như vậy. Bên ngoài tường thành là nơi cực kỳ nguy hiểm, cơ thể ngàn vàng của điện hạ không thể gặp nguy hiểm được. Thiên Thần cười nói, ta đùa thôi. Nói rồi gã nhìn tận cuối tâm nhìn, lúc này không biết nhìn thấy gì mà nụ cười trên môi gã biến mất, đó là gì? A Ông quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một ngọn giáo xuyên qua không trung ở cuối tầm mắt, thoáng chốc ngọn giáo đã xuyên thủng bức tường thành. Một tiếng động lớn bỗng vang lên, toàn bộ vùng đất biên hoang giống như đang gặp một trận động đất lớn, mặt đất nứt ra, núi non sụp đổ. Thay đổi đột ngột khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Ba người Diệp Quân đang hái quả cũng giật mình, sự cố này diễn ra quá nhanh, chỉ trong thoáng chốc mặt đất dưới chân ba người bắt đầu sụp xuống, cây cối xung quanh trồi lên khỏi mặt đất rồi đổ xuống. Ông ơi! Sắc mặt Phản Thiện tái nhợt khi nhìn cái cây thẳng tắp mà ông lão đang ở trên đó ngã xuống.
Ngay lúc này Diệp Quân bỗng nhón chân lên, cả người nhảy lên cao, hắn vững vàng đỡ được ông lão đang ngã xuống. Ông lão nhìn Diệp Quân đỡ lấy mình, không nói gì. Diệp Quân cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn thấy ông lão từ trên cao rơi xuống nhưng lại cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm sợ hãi nào, sự bình tĩnh này hơi không bình thường. Phạn Thiện ở một bên thấy ông lão được Diệp Quân đỡ thì thở phào, cô ta vội vàng chạy đến trước mặt hai người, ông nội. Ông lão nhìn Diệp Quân, sau đó quay đầu nhìn về phía bức tường biên hoang ở đằng kia, mày nhíu chặt, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Diệp Quân cũng nhìn về phía bức tường biên hoang, bức tường vẫn chưa sụp xuống, chỉ thấy một tia sáng kỳ lạ trên tường thành biên hoang đằng kia. Trận pháp đã được khởi động. Ông lão nhìn về phía tường biên hoang, ánh mắt lóe lên tia phức tạp đi. Nói rồi ông ta kéo Diệp Quân và Phản Thiên quay người đi. Trên tường thành biên hoang. Lúc này sắc mặt Thiên Thần và A Ông trở nên nghiêm trọng, mười mấy cường giả đỉnh cấp mặc giáp đen xuất hiện xung quanh họ. Mấy người này đều là quân phòng vệ biên hoang ở đó. Một trong các quân đội xuất sắc nhất của Vương Triều Thiên Mộ. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn phía đằng xa, ánh mắt bình tĩnh, điện hạ, yêu tộc Thái Cổ sắp trở lại xâm lược. Người nói chính là một trong hai đại thống lĩnh của quân biên hoang, Huyền Giám. Thiên Thần quay đầu lại nhìn Huyền Giám. Nói ta muốn gặp biên hoang vương. Huyền Giám lắc đầu, bây giờ vương bế quan, không gặp bất kỳ ai cả. Thiên Thần nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ không vui, nhưng lại che giấu khá tốt, gã gật đầu, được. Nói rồi gã dẫn A Ông xoay người rời đi. Huyền Giám không tiến, cũng không chào, chỉ nhìn ra ngoài tường biên hoang. Trên đường quay về thị trấn, A Ông cung kính nói, điện hạ đừng tức giận, biên hoang vương. Thiên Thần cười nói, ta nào dám tức giận. Biên hoang vương, đây là người thế nào chứ? Vị vương khác giới duy nhất còn sống của Vương Triều Thiên Mộ, đã trấn giữ biên hoang hàng chục triệu năm, nếu xét về thực lực thì có thể xếp vào top 5 trong Vương Triều Thiên Mộ, còn xét về thân phận, cho dù phụ hoàng của gã đi gặp thì cũng phải nể mặt. Người như vậy là trọng thần của quốc gia đấy. Cho dù gã là thái tử cũng không có tư cách khoe mẽ trước mặt người này chứ đừng nói gã chỉ là một điện hạ. Hơn nữa, nếu người này tỏ ra bất mãn với gã, có thể nói cả đời này gã không thể nào trở thành thái tử, cho dù gã có long khí cũng không được vì địa vị của người này trong Vương Triều Thiên Mộ cực kỳ quan trọng. Nghe Thiên Thần nói thế, A Ông thở phào, địa vị của vị biên hoang vương này thật sự rất đặc biệt ở Vương Triều Thiên Mộ. Vị này trở về Vương Triều Thiên Mộ là có thể mang vũ khí vào điện, không quỳ gối chào hoàng đế. Hơn nữa biên hoang vương cũng có thanh danh cực kỳ cao trong lòng người dân Vương Triều Thiên Mộ, trấn giữ biên. Hoang, bảo vệ Vương Triều Thiên Mộ, đó là anh hùng. Thiên Thần trầm giọng nói, ông nhìn thấy người lúc nãy ra tay là ai không? A Ông lắc đầu, không thấy. Thiên Thần nhíu chặt mày. A Ông nói, chúng ta phải quay về báo chuyện này lên trên mới được. Thiên Thần gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này thị trấn đã cực kỳ hỗn loạn. Mặc dù không có thương vong gì nhiều nhưng người trong thị trấn đều bất an. Bởi vì tiếng động lớn trước đó phát ra từ bên cạnh tường biên hoang, họ không biết bên kia bức tường là gì, nhưng họ biết bên đó chắc chắn có sinh vật rất mạnh. Thế là thị trấn đều truyền tai nhau nói có cái gì sắp đánh đến đây. Hơn nữa càng lan rộng càng hư cấu. Ba người Diệp Quân quay về thị trấn, sắc mặt ông lão trở nên nghiêm trọng, ông ta nhìn Diệp Quân, người đi theo ta. Nói rồi ông ta dẫn Diệp Quân đi vào trong phòng. Phạn Thiên cũng muốn đi theo nhưng ông lão lại nói, cháu đừng ở theo. Phạn Thiên sửng sốt, sau đó nói, cháu muốn. Ông lão bỗng nghiêm giọng nói, nghe lời. Giọng ông ta rất nghiêm túc. Phạn Thiên sửng sốt, ông nội chưa từng nói nặng lời với cô ta cảm thấy hơi tủi thân, mũi chua xót, mắt ngấn nước. Ông lão hơi đau lòng nhưng lại quay đầu đi, xoay người đi vào trong phòng. Diệp Quân đi đến cạnh Phạn Thiện, hắn mỉm cười nói, đừng vội, lát nữa ông nội nói gì với ta đều nói lại với cô, hê hê. Phụt! Phạn Thiện bật cười, mọi sự khó chịu trước đó bỗng chốc biến mất, cô ta vỗ cánh tay Diệp Quân, ngươi mau đi đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi vào phòng. Sau khi bước vào phòng, ông lão ngồi xuống ghế, mặt mày nghiêm túc. Diệp Quân nói, ông cụ. Ông lão chỉ vào cái ghế trước mặt, ngồi đi. Diệp Quân gật đầu, đi đến trước mặt ông lão ngồi xuống. Ông lão nhìn Diệp Quân, ta có thể tin ngươi không?
Diệp Quân trầm giọng nói, ông cụ, ông muốn nói gì? Ông lão rút điếu thuốc ra, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Cách đây rất lâu, trong một đế quốc có hai huynh đệ, cả hai người đều là thiên tài vạn cổ, nhưng người em có cơ thể của một nửa yêu quái, giống như với loài yêu. Sau đó hai huynh đệ xảy ra mâu thuẫn, một cuộc nội chiến nổ ra trong đế quốc, cuối cùng người em bị đánh bại và dẫn theo tất cả yêu tộc rời khỏi đế quốc. Sau đó lập ra một chủng tộc hoàn toàn mới ở vùng đất lạnh giá bên ngoài biên giới xa xôi, cũng chính là yêu tộc Thái Cổ. Diệp Quân trầm giọng nói, bên ngoài bức tường là yêu tộc Thái Cổ. Ông lão gật đầu. Diệp Quân nhìn ông lão, ông cụ, ông đừng nói với ta ông là người của yêu tộc Thái Cổ đấy nhé. Ông lão nhìn hắn, không nói gì. Mí mắt Diệp Quân khẽ giật, ông. Ông lão xòe tay ra, một chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn, hơi khó hiểu. Ông lão châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nói, trong chiếc nhẫn có 9 vạn viên tiên tinh tạo hóa, cũng như vài viên đan dược và công pháp gì đó, dù sao tất cả những gì ta tích lũy được mấy năm nay đều ở trong đó. Diệp Quân biến sắc, ông cụ, ông đừng dọa ta. Ông lão nhìn chăm chăm Diệp Quân, ta chỉ có một yêu cầu, đưa Tiểu Thiện đi, dẫn nó đến Huyền Vân Cư ở Thiên Đô, sau đó nói với chủ nhân ở đó, hãy nể mặt ta mà giúp cô bé. Đây là đang dặn dò hậu sự. Diệp Quân đứng dậy, trầm giọng nói, ông cụ, cho dù là chuyện gì thì chưa đến lúc đường cùng, ông. Ông lão lắc đầu, người ngồi xuống đi. Diệp Quân ngồi xuống, ông lão nói tiếp, mấy ngày nay tiếp xúc với ngươi, ta thấy ngươi không phải là người xấu. Ta rất yên tâm giao Tiểu Thiện cho ngươi. Diệp Quân còn muốn nói gì đó, ông lão bỗng nói, cầm lấy chiếc nhãn, dẫn nó đi, đi ngay đi. Diệp Quân híp mắt. Lúc này hắn không hề do dự, cầm lấy chiếc nhãn trên bàn rồi xoay người đi, vừa ra khỏi phòng hắn đã nhìn thấy Tiểu Thiện. Diệp Quân đi đến trước mặt Tiểu Thiện, đi theo ta. Tiểu Thiện lại lắc đầu. Diệp Quân siết chặt tay phải. Tiểu Thiện khẽ nói, Diệp Quân. Nếu ngươi đánh ta ngất xỉu, ta sẽ hận ngươi. Diệp Quân thấp giọng thở dài. Tiểu Thiện mỉm cười nói, ngươi đi một mình đi. Diệp Quân lắc đầu. Tiểu Thiện đang định nói gì đó thì lúc này một tiếng bước chân bỗng vang lên. Diệp Quân quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo đen đi đến từ cách đó không xa, người tới đều mặc đồ đen, không thấy rõ mặt. Diệp Quân lập tức trở nên cảnh giác. Người đồ đen chậm rãi bước đến, khuất thúc, đã lâu không gặp. Lúc này ông lão bước ra. Ông lão nhìn thấy người đồ đen, giải cổ, đã lâu không gặp. Người đồ đen nói, tộc Thái Cổ từng đối xử tệ với ông à. Ông lão lắc đầu, không. Người đồ đen lại nói, đại nhân đối xử với ông thế nào? Ông lão nói, ơn nặng như núi. Người đồ đen gật đầu, nếu đã thế, vậy tại sao ông còn muốn phản bội tộc? Ông lão lắc đầu, ta không phản bội tộc, ta chỉ hơi chán thôi. Người đồ đen dừng bước, khẽ lắc đầu, khuất thúc, ông có từng nghĩ đến người dân của chúng ta không? Ông lão im lặng một lúc rồi nói, thả cho hai người họ đi, còn ta sẽ để mặc ông xử lý. Người đồ đen nhìn Diệp Quân và Phản Thiện ở một bên, khẽ cười, đúng là thú vị thật, bây giờ ông còn muốn cầu xin cho loài người nữa à? Ông lão nhìn người đồ đen, giải cổ, nể tình quen biết, để họ đi đi, không liên quan gì đến chúng cả. Người đồ đen bình tĩnh nói, ông nghĩ sao? Ông lão bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, dẫn nó đi đi. Nói rồi ông ta biến thành một tàn ảnh rồi biến mất khỏi đó. Tia sáng xuất hiện, đao quang lao đến. Người đồ đen đó cũng biến mất theo. Lúc này Diệp Quân cống Phản Thiện chạy đi. Phản Thiện đang định nói gì đó, Diệp Quân bỗng nói, này, cô muốn ông nội mình sống thì nghe theo ta, ôm chặt ta, đừng động đậy. Nghe Diệp Quân nói thế. Phản Thiện vội gật đầu, được được, Diệp Quân, ta nghe theo ngươi. Ầm. Ngay lúc này một tiếng nổ vang lên. Ông lão bị chấn động lùi về sau, máu chảy ra từ khóe miệng. Ông ta vừa định ra tay, chỉ nghe thấy Diệp Quân ở đằng xa bỗng nói, ông cụ, đừng đánh với ông ta nữa, đi theo ta, mau lên. Nghe Diệp Quân nói thế, ông lão do dự một lúc, sau đó lắc mình chạy về phía Diệp Quân. Người đồ đen nhíu mày. Ngay sau đó ông ta biến mất khỏi đó. Diệp Quân cõng Phản Thiện chạy một mạch về phía một dinh thự, một thị vệ chặn trước mặt Diệp Quân, vừa định nói gì đó thì Diệp Quân dùng sức lao tới rồi hét lên, thần huynh, có người muốn giết huynh, mau chạy đi.
Thiên thần đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi thị trấn nhíu mày, giết mình. Ai cơ chứ, to gan vậy à? Ngay lúc gã đang cảm thấy khó hiểu thì một luồng khí tức cực mạnh ập đến. Sắc mặt thiên thần sa sầm. Mẹ nó chứ, có người đến giết mình thật. Điên rồi sao? Ngay lúc người đồ đen đó chạy đến trước dinh thự, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện trước mặt gã, đấm một quyền. Người đồ đen cũng tung năm đấm về phía người đàn ông trung niên. Bụp! Sau một tiếng nổ vang lên, người đàn ông trung niên lùi về sau mấy chục trượng. Nơi này có phòng ấn cấm chế đặc biệt, thế nên sức mạnh của hai người bị trấn áp rất nhiều. Sau khi dừng lại, người đàn ông trung niên sầm mặt nhìn người đồ đen, ngươi là ai? Người đồ đen nhíu mày, sao nơi này còn có cường giả vậy chứ? Lúc này thiên thần cũng bước ra, lúc nhìn thấy Diệp Quân, gã sửng sốt, Diệp huynh, là huynh à? Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, thần huynh, tên bên ngoài rất mạnh, phải cẩn thận. Thiên thần quay đầu nhìn ra ngoài, lúc nhìn thấy người đồ đen, gã nhíu mày, đây là... Diệp Quân nói thẳng, đến từ bên kia bức tường, bên kia bức tường. Thiên thần sầm mặt, đúng là to gan, A ông, bắt sống ông ta. Nghe thiên thần nói thế, A ông bỗng lao tới trước, đấm thẳng về phía người đồ đen, cú đấm vô cùng mạnh. Lúc này người đồ đen bỗng giơ tay lên tung ra một đấm. Bụp, quyền ý của A ông tan biến, sức mạnh cực lớn khiến ông A lùi về sau. Người đồ đen tung một quyền về phía Diệp Quân và Phản Thiện ở đằng xa. Muốn chấn áp hai người mà ông lão để ý này trước. Nhìn thấy người đồ đen đang nhắm vào mình và Phản Thiện, Diệp Quân bỗng biến sắc, vội vàng trốn ở sau lưng thiên thần, thần huynh, huynh phải cẩn thận. Thiên thần hơi hoang mang, mẹ kiếp, rõ ràng là đến đánh ngươi, ngươi lại bảo ta cẩn thận. Lúc này, người đồ đen lao tới trước mặt ba người, ánh mắt thiên thần hiện lên một tia lạnh lẽo, gã nắm chặt tay phải tung ra nắm đấm. Trên nắm đấm có kim long xuất hiện. Vèo. Sau khi tiếng nổ vang lên, người đồ đen bị chấn động lùi về sau mấy chục trượng, nhưng thiên thần cũng lùi về sau mười mấy trượng. Sau khi dừng lại, người đồ đen đó ngẩng đầu lên nhìn thiên thần, khàn giọng nói, Long khí, ngươi là con cháu hoàng thất của vương triều Thiên Mộ. Thiên thần mình bàn tay hơi nứt ra của mình, sau đó nhìn người đồ đen, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, ngươi là người của yêu tộc Thái Cổ. Người đồ đen bỗng biến mất khỏi đó. Mặt đất xung quanh bỗng nổ tung rồi nứt ra. Thấy thế thiên thần híp mắt, nếu không phải nơi này có sức mạnh phong ấn cực mạnh, người trước mặt này có thể phá hủy cả thị trấn này dễ dàng. Lúc này đối phương đang vừa chống lại sức mạnh phong ấn, vừa ra tay với gã. Thiên thần cũng không dám sơ suất, gã tiến đến trước, tay phải siết chặt. Một tia sáng vàng bỗng tuôn ra từ trong người gã, gã tung ra nắm đấm, tia sáng vàng dao động, có tiếng rồng gầm vang lên. Năm đấm của hai người va chạm vào nhau, cả dinh thự nổ tung, vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Diệp Quân xoay người ôm chặt lấy Phản Thiện. Một lát sau, mọi thứ đều khôi phục bình thường, Diệp Quân buông Phản Thiện trong ngực ra, khi nhìn thấy bộ dạng của Diệp Quân lúc này, Phản Thiện không khỏi sửng sốt. Lúc này xung người Diệp Quân đầy vết thương do mảnh vỡ bắn trúng, nhất là vết thương ở cánh tay trái sâu đến độ có thể nhìn thấy xương. Phản Thiện run giọng nói, ngươi không sao chứ? Diệp Quân lau máu ở khóe miệng, sau đó cười nói, vẫn ổn. Nói rồi hắn xoay người nhìn hai người ở phía xa, lúc này người đồ đen đã lùi về sau mấy chục trượng. Vô số tia sáng vàng dao động quanh người thiên thần, khí tức cực kỳ mạnh. Người đồ đen bỗng nói, hoàng thất. Nói rồi ông ta xoay người rồi biến mất. Sau khi người đồ đen rời đi, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng thầm quyết tâm phải nhanh chóng tu luyện, để khôi phục tu vi. Đau không? Lúc này Phản Thiện cầm lấy tay hắn, mặt đầy vẻ lo lắng và bất an. Diệp Quân mỉm cười, vẫn ổn. Lúc này thiên thần ở một bên bỗng xòe tay ra, một bình ngọc trắng bỗng bay đến trước mặt Diệp Quân, trị vết thương. Diệp Quân biết ơn nhìn thiên thần, cảm ơn. Nói rồi hắn mở nắp bình ra, một mùi thuốc xộc vào mũi khiến người ta thoải mái, sảng khoái. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây không phải là đan dược bình thường, hắn nhìn thiên thần, sau đó lấy một viên đan dược ra uống. Đan dược vừa vào cơ thể, Diệp Quân cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuống tứ chỉ từ cổ họng, thoáng chốc vết thương cả người bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có. Thể thấy được, Diệp Quân lại nhìn thiên thần, chắp tay lại, thiên thần huynh, cảm ơn nhiều.
Thiên thần cười nói, Diệp huynh, chúng ta nói chuyện nhé. Diệp quân gật đầu, được. Thiên thần nói, mời. Nói xong gã dẫn Diệp quân đi sang một bên. Phản thiện hơi lo lắng, lúc này ông lão đi đến cạnh cô ta, sắc mặt ông ta cực kỳ nghiêm trọng. A ông ở một bên vẫn luôn nhìn chăm chăm ông ta. Cách đó không xa, Diệp quân và thiên thần sóng vai đi với nhau. Diệp quân bỗng nói, thiên thần huynh, thật xin lỗi. Thiên thần cười nói, tại sao lại xin lỗi? Diệp quân nói, không giấu gì huynh, ta cố ý dẫn người đó đến đây, mặc dù là để sống sót nhưng hành vi này quả thực hơi thất đức. Thiên thần huynh, lần này xem như là ta nợ huynh một ơn tình, sau này ta sẽ trả. Thiên thần cười nói, Diệp huynh, mặc dù huynh hơi xảo trá, nhưng ta phải nói huynh cũng là người chính trực, không coi người khác là kẻ ngốc, tính cách này của huynh rất hợp với ta. Diệp quân cười nói, huynh cũng vậy. Ha ha. Thiên thần bật cười, Diệp huynh, nếu chúng ta có tính cách như nhau, hay là huynh đi theo ta? Nói thật thì ta là cửu hoàng tử của Vương Triều Thiên Mộ, là hoàng tử nên dĩ nhiên ta cũng có ý muốn với ngôi vị hoàng đế, huynh đến giúp huynh đệ chút nhé. Diệp quân lắc đầu, thiên thần huynh, thành thật mà nói, kẻ thù của ta mạnh đến mức huynh không thể tưởng tượng được, nếu bây giờ ta đi với huynh, chỉ có hại chứ không ích gì cho huynh cả. Sáng thế đạo điện. Thế lực này cũng ở nền văn minh vũ trụ cấp 9, hơn nữa còn có Phạn Chiêu Đế. Đương nhiên, nếu bây giờ đi theo tên này, hắn chắc chắn sẽ có được rất nhiều lợi ích, nhưng như thế thật sự không hợp lý, vì một khi sáng thế đạo điện và Phạn Chiêu Đế xuất hiện, tên này sẽ không có khả năng chống lại chúng. Nghe Diệp Quân nói thế, thiên thần ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, cũng được, huynh có dự định gì tiếp theo không? Diệp Quân trầm giọng nói, đưa hai người tiểu thiện rời khỏi đây trước. Thiên thần quay đầu lại nhìn hai ông cháu Phạn Thiện, trầm giọng nói, Diệp huynh, chuyện này e là hơi khó, họ đều là tội phạm, không thể để họ rời khỏi đây được nếu không có sự đồng ý của ông cụ nhà ta, hơn nữa thân phận của ông lão đó cực kỳ đáng ngờ, càng không thể để ông ta rời khỏi đây. Nghe thế Diệp quân sầm mặt. Thiên thần lại nói, Diệp huynh, thứ cho ta nói thắng, bây giờ huynh rời khỏi họ là lựa chọn tốt nhất, thật đấy. Diệp công tử. Ngay lúc này ông lão đó bỗng kéo Phạn Thiện đi đến trước mặt Diệp Quân và Thiên Thần. Ông lão kéo Phạn Thiện đến cạnh Diệp Quân, ông ta nhìn Diệp Quân, còn nhớ những lời ta nói trước đó không? Ông nội. Phạn Thiện muốn nói nhưng ông lão lắc đầu nói, nhóc con, mấy năm nay ông nội đều để mặc cháu muốn làm gì thì làm, nhưng chuyện lần này không thể mặc kệ cháu được, ông nội phải rời đi, cháu đi theo ông thì hai ông cháu chúng ta đều không có đường sống, hiểu không? Phạn Thiện cắn môi. Sắc mặt hơi tái. Ông lão nhìn Diệp quân, Diệp công tử, tiểu thiện nhờ ngươi vậy. Nói rồi ông ta xoay người đi. Ông nội. Phạn Thiện bỗng gọi. Ông lão dừng lại, khẽ nói, nhóc con, ông biết cháu đã biết cháu không phải cháu gái của ông từ lâu rồi, nhưng bao năm qua ông vẫn luôn xem cháu như cháu gái của mình. Sau khi ra ngoài, cháu đừng quá tử tế với người khác, cháu cần phải có tầm nhìn hơn, người xấu ở thế giới bên ngoài còn nhiều hơn người tốt nữa đó. Người càng lương thiện thì càng không dễ sống. Nói rồi ông ta nhanh chân biến mất vào trong bóng đêm. Phạn Thiện đứng đó rơi nước mắt. Lúc này thiên thần bỗng nói, Diệp huynh. Diệp quân quay lại nhìn thiên thần nói, lát nữa huynh đi chung với bọn ta đi, nếu không huynh không thể rời khỏi đây. Diệp quân sửng sốt, sau đó nói, thiên thần huynh, huynh. A ông ở bên cạnh thiên thần hơi biến sắc, đang định nói thì bị ánh mắt của thiên thần ngăn lại. Gã nhìn thiên thần, Diệp huynh, ta cũng nói thật với huynh, ta chỉ có thể đưa hai người các huynh ra ngoài, còn những cái khác thì có lẽ ta không thể giúp được, vì thân phận của cô nương này hơi đặc biệt. Nói rồi gã ngừng lại, sau đó lại nói, huynh cũng biết ta là người trong hoàng thất, hơn nữa còn ham muốn vị trí hoàng đế, thế nên, mặc dù ta và vài mấy vị huynh đệ đó ngoài mặt tỏ ra thân thiện với nhau nhưng thật ra đều muốn loại trừ lẫn nhau. Thế nên ta chỉ có thể đưa các ngươi ra ngoài, sau khi ra ngoài. Huynh phải giữ bí mật cho ta, nếu không với khả năng bới móc đến từng cọng lông của đám huynh đệ đó, họ có thể sẽ gây ra nhiều phiền toái cho ta. Diệp quân gật đầu, thần huynh, thật sự rất cảm ơn huynh. Thiên thần cười nói, chúng ta phải từ biệt, nửa canh giờ nữa sẽ khởi hành rời đi, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Diệp quân gật đầu, được. Thiên thần dẫn A ông rời khỏi đó. Trên đường đi, A ông nhìn không được nói, điện hạ. Người quả thật không nên giúp hắn, vốn dĩ người này đã có lai lịch không rõ,
hơn nữa cô nương bên cạnh hắn lại là tội phạm, người giúp hắn như vậy, nếu đế đại điện hạ trong triều biết. Thiên thần bỗng cười nói, a à ông thúc, lúc ở trong nhà, ta làm bất kỳ chuyện gì đều phải tính toán lợi ích, ở đây ta muốn tùy ý mình. Nhưng, a à ông còn muốn nói gì đó. Thiên thần bỗng cười nói, hơn nữa, Diệp huynh này nói năng nho nhã, vừa khiêm tốn vừa không kiêu ngạo, chắc chắn không phải người bình thường. Mặc dù hiện tại hắn gặp rắc rối như vậy, nhưng sao ông dám cam đoan hắn sẽ không làm nên chuyện gì? Không phải có câu nói, trước khác nay khác, đó sao, hôm nay hắn gặp khó khăn, ta giúp hắn một tay, không chừng sau này ta gặp khó khăn, hắn cũng có thể giúp ta, ha ha. Trong đống hoang tàn, Phạn Thiện ngồi bó gối trên tảng đá với vẻ trầm mặc. Diệp Quân ngồi xuống cạnh cô ta rồi khẽ nói, ông cô sẽ không sao đâu. Phạn Thiện vẫn im lặng. Diệp Quân định nói tiếp, nhưng Phạn Thiện chợt ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, ông đến chỗ tường rồi đúng không? Diệp Quân thoáng do dự rồi gật đầu. Phạn Thiện lại im lặng. Diệp Quân nói, bây giờ, hai kẻ yếu ớt như chúng ta mà đi theo ông ấy thì chỉ gây thêm phiền phức cho ông ấy thôi. Không có chúng ta, khả năng sống sót của ông ấy sẽ cao hơn, cô hiểu không? Phạn Thiện gật đầu, có. Nói rồi, cô ta lau nước mắt trên mặt rồi nói, Diệp Quân, người dạy ta tu luyện đi. Diệp Quân khẽ xoa đầu cô ta rồi cười nói, được. Ở phía khác, thiên thần dẫn A ông đến trước một đại điện trên tường thành biên hoang, có hai biên hoang vệ cầm trường thương. Với khí tức cực mạnh đứng ở cổng. Thiên thần dẫn A ông đi tới gần thì bị một trong hai biên hoang vệ chặn lại. Thiên thần chắp tay nói, huynh đài, xin vào thông báo một tiếng là có thiên thần xin gặp biên hoang vương. Biên hoang vệ kia lắc đầu, cửu điện hạ, biên hoang vương đang bế quan nên không ai được gặp. Thiên thần gật đầu, sau đó lấy một chục cuốn ra đưa cho biên hoang vệ ấy, ban nấy, ta đã gặp cường giả của yêu tộc Thái Cổ ở trong trấn. Kẻ đó có thể âm thầm lẻn vào chỗ của chúng ta, chuyện này thật bất thường. Ta đã biết một bản báo cáo cụ thể, phiền huynh đài đưa cho biên hoang vương giúp. Biên hoang vệ kia gật đầu, được. Nói rồi, hắn nhận lấy chục cuốn. Thiên thần nhìn vào sâu bên trong đại điện rồi hành lễ, sau đó dẫn A ông rời đi. Nửa canh giờ sau, Diệp Quân và Phản Thiện đã cùng nhóm thiên thần rời khỏi thôn. Lúc này, có khá nhiều người đang vây quanh nơi đây. Họ đều là người trong trấn. Vì sự cố ở tường biên hoang lúc trước nên người trong trấn đầu rất bàng hoàng, họ cho rằng ở đó sắp có gì đấy đánh tới. Vì thế, ai cũng muốn rời đi. Thiên thần đương nhiên không thể dẫn tất cả rời đi, tuy gã là hoàng tử nhưng chưa có quyền lực lớn đến vậy. Tiểu Thiện tỷ tỷ, đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên. Phạn Thiện ngoái lại nhìn thì thấy là Chu Tiểu Man. Phạn Thiện bước tới gần, sau đó xoa đầu Chu Tiểu Man rồi nói, chăm con thỏ ta đưa cẩn thận, biết chưa? Chu Tiểu Man, Tiểu Thiện tỷ tỷ, mọi người đều bảo người trong trấn sẽ chết hết, có đúng vậy không? Phạn Thiện trầm mặc. Chu Tiểu Man thoáng do dự rồi nói, ta không muốn chết. Phạn Thiện ngoảnh sang nhìn Diệp Quân mà mắt đã rưng rưng. Diệp Quân im lặng một lát rồi đi tới gần Phạn Thiện, sau đó xoa đầu Chu Tiểu Man và cười nói, trong một thời gian ngắn thì ngươi chưa chết được đâu, vì bên đó không đánh đến nhanh vậy được. Chu Tiểu Man hỏi, thế lâu dài thì sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, ta chỉ biết chúc ngươi may mắn thôi. Chu Tiểu Man. Phạn Thiện liếc Diệp Quân một cái rồi nói với Chu Tiểu Man, tỷ tỷ rời đi để tu luyện, chờ tỷ tỷ mạnh lên rồi thì sẽ về cứu ngươi. Chu Tiểu Man sáng mắt lên nói, được ạ. Lúc này, thiên thần chợt đi tới, các vị, thành biên hoang có người rất giỏi trấn thủ, vì thế mọi người đừng lo lắng gì hết. Nghe thấy thế, mọi người trong trấn đều thở phào một hơi. Thiên thần là đại quan từ bên ngoài tới nên lời nói của gã rất có trọng lượng. Thiên thần nói với Diệp Quân, Diệp huynh, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, sau đó kéo Phạn Thiện rời đi cùng thiên thần. Sau khi họ đi đến cuối đường thì không gian ở phía trước chợt dập dềnh như mặt nước, cảnh tượng này khiến Phạn Thiện kinh ngạc. Khi họ sắp xuyên qua không gian đặc biệt ấy thì có một thị vệ chợt chặn họ lại, sau đó hành lễ với thiên thần cửu điện hạ. Thiên thần cười nói, ta dẫn hai người đi. Thị vệ có vẻ khó xử. Thiên thần, Cương Trầm, người có một đệ đệ tên là Cương Bản đúng không? Thị vệ gật đầu, vâng. Thiên thần, trong phủ ta đang thiếu một thị vệ, ta thấy hắn khá được. Thị vệ kia nghe vậy xong thì mừng quính,
sau đó hành lễ nói, đa tạ Cửu Điện Hạ. Thiên thần gật đầu, sau đó dẫn Diệp Quân và Phản Thiện đi. Thị vệ kia nhanh chóng tránh sang một bên. Khi họ xuyên qua thời không đặc biệt ấy thì đã tới một con đường lớn. Thiên thần ngoảnh lại cười nói với Diệp Quân, Diệp huynh, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Diệp Quân gật đầu, hẹn gặp lại. Thiên thần, Diệp huynh, nếu sau này thần vật kia của huynh nhận ta làm chủ thật thì huynh đừng hối hận đấy. Diệp Quân cười đáp, còn nếu chúng không nhận huynh làm chủ thì đến lúc đó, ta sẽ đền cho huynh thứ khác. Thiên thần cười phá lên, Diệp huynh, huynh thật thú vị, hẹn gặp lại. Nói rồi, gã cùng A Ông đã hóa thành một tia sáng vàng bay lên trời. Cảnh tượng này khiến Phản Thiện phải trợn tròn mắt. Họ bay thật kìa. Diệp Quân mỉm cười định nói gì đó, nhưng chợt biến sắc mặt. Sau đó chân trời đã nứt ra, có hai tia sáng vàng rơi xuống một ngọn núi lớn. Quỳnh! Ngọn núi khổng lồ kia vỡ tan, bụi bay tung tóe. Không hay rồi. Diệp Quân trầm giọng nói, chắc chắn là người áo bào đen lúc trước. Phản Thiện thoáng sợ hãi nhìn Diệp Quân, làm thế nào bây giờ? Diệp Quân nhìn về phía xa thì thấy bụi bay trắng xóa, thành ra không thấy gì cả. Diệp Quân đang định lên tiếng thì chợt có luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở phía chân trời. Luồng khí tức ấy xông thẳng về phía nhóm thiên thần vừa rơi xuống. Thấy vậy, hắn nhíu mày rồi nói, ta phải đi xem sao mới được. Phản Thiện, ta đi cùng ngươi. Diệp Quân gật đầu. Để nha đầu này ở đây một mình thì hắn cũng không yên tâm. Diệp Quân kéo Phản Thiện chạy về phía đó. Hắn biết lúc này mình nên dẫn Phản Thiện bỏ đi, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn lại thấy làm người thì không nên như vậy. Nếu hắn thật sự không có chút khả năng nào thì sẽ đi ngay, chứ không gây thêm phiền phức cho người khác. Xong, hắn lại đang có một con át chủ bài. Đó chính là cố khôi phục tu vi. Tuy sẽ bị trấn áp, nhưng hắn có thể làm được chút việc trong một khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, ngay sau đó hắn sẽ bị trấn áp và sống không bằng chết. Nhưng giờ hắn không nghĩ gì nhiều, mà chỉ hy vọng nhóm thiên thần còn sống. Quỳnh! Đúng lúc này, một tia sáng vàng chợt lao lên trời từ trong khói bụi. Ngay sau đó, có một tiếng rông ngâm vang lên. Diệp Quân vội vàng dừng lại, sau đó ngẩng lên nhìn trời thì thấy có một ảo ảnh cự long màu vàng đang lượn quanh. Thiên thần đang đứng vững vàng trên đầu con rồng ấy, xung quanh người gã tỏa ra long uy cực mạnh. Người mặc áo bào đen đứng đối diện gã, phía sau còn có ba ảo ảnh khác cũng đang tỏa ra khí tức uy áp mạnh mẽ. Diệp Quân ở phía dưới nhìn lên thì cũng biết sơ sơ về thực lực của mấy người này. Họ đã ở cảnh giới thần tổ, nhưng so với mấy vị thần hầu khi trước thì vẫn hơi kém hơn. Thiên thần nhìn chằm chằm vào người mặc áo bào đen và nói, các người muốn giữ ta lại ư? Người mặc áo bào đen khàn giọng đáp, một hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử có long khí, đương nhiên chúng ta. Không thể để người rời đi dễ dàng rồi. Thiên thần cười mỉa, các người mà đủ trình ư. Nói rồi, gã nắm chặt tay phải lại, sau đó đã có vô vàn tia sáng màu vàng bắn ra. Xong, nhóm người mặc áo bào đen chợt biến mất tại chỗ. Tiếp đó, có bốn tia sáng màu đen tấn công thiên thần. Một tiếng động lớn vang lên, cả chân trời chấn động, nhưng chưa vỡ nát, các tia sáng vàng và đen bùng nổ, cuốn sạch mọi thứ. Thiên thần bị sức mạnh của bốn người kia ép cho phải lùi lại, nếu đánh một một thì đương nhiên gã không sợ mấy tên này. Nhưng bốn đánh một thì gã không có khả năng thắng, vì lực chiến đấu của yêu tộc mạnh hơn người con người khi ở cùng cấp bậc. Diệp Quân và Phản Thiện cách trung tâm trận chiến rất xa, Phản Thiện nhìn về phía đó với vẻ mặt ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đánh nhau, đúng là vượt khỏi nhận thức. Khi thiên thần dừng lại, gã như cảm thấy gì đó nên chợt biến sắc mặt, sau đó quay người thì thấy có một tàn ảnh đang lặng lẽ tiến tới. Gã hoảng loạn rồi tung một đấm ra, long khí tuôn trào như nước. Nhưng long khí của gã nhanh chóng vỡ tan, còn gã bị đánh bay, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Mặt đất lõm xuống, thiên thần vội đứng dập, nhưng tàn ảnh kia đã lao tới. Gã biến sắc mặt rồi giơ hai tay lên che trước người. Kim cang vỡ nát, thiên thần lại bị đánh bay, cuối cùng ngã xuống gần chỗ Diệp Quân và Phản Thiện. Diệp Quân vội vàng chạy tới đỡ gã dậy. Vừa dậy, thiên thần đã hộc ra một ngụm máu. Khi nhìn thấy Diệp Quân, gã hơi sững lại, sao huynh đến đây? Diệp Quân, huynh gọi viện binh chưa? Thiên thần gật đầu, ban nãy bị tập kích,
Ta đã gọi rồi, chắc họ sắp đến thôi. Lúc này, ảo ảnh kia đã dẫn nhóm người mặc áo bào đen đi tới. Thiên thần, Diệp huynh, hai người mau đi đi, họ chỉ nhắm vào ta thôi. Diệp Quân vỗ vai thiên thần, ta không có nhiều bạn, nhưng huynh là một trong số đó. Nói rồi, hắn đứng dậy rồi đi về phía ảo ảnh, sau đó quát kiếm lên. Ngay sau đó, có một thanh kiếm ngưng tụ trên bầu trời rồi rơi xuống. Ảo ảnh cùng nhóm người mặc áo bào đen đã bị giết. A cổ! Thiên thần ngồi bật dậy rồi trợn mắt nói, ta nhận huynh làm đại ca nhé. Thiên thần đã kinh ngạc đến ngẩn người. Một kiếm mà tiêu diệt được hẳn mấy cường giả cảnh giới thần tổ. Thực lực thần tiên gì vậy? Không chỉ thiên thần, đến Phạn Thiện cũng đang tròn mắt vì sự lợi hại của Diệp Quân. Đúng lúc này, Diệp Quân ở gần đó chợt nhăn nhó mặt mày, sau đó có một ấn ký màu đỏ máu hiện lên ở mi tâm hắn. Phong ấn của Phạn Chiêu Đế. Sau đó, Diệp Quân cảm thấy toàn thân mình như bị lột sạch ra, xương cốt tan rã, đau không tả nổi. Nhất là thân hồn của hắn như bị nấu chín, cơn đau này khiến hắn chỉ muốn ngất đi cho xong. Phải biết rằng ý chí của hắn rất kiên định, nhưng giờ cũng không thể chịu nổi nỗi dày vò từ cả thể xác và linh hồn này. Một lát sau, Diệp Quân không chịu được nữa nên đã ngất xỉu. Phạn Thiện và thiên thần biến sắc mặt, vội vàng chạy tới gần. Khi nhìn thấy diện mạo của Diệp Quân thì cả hai đều chết đứng người. Lúc này, sắc mặt của Diệp Quân tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, toàn thân hắn chẳng chịt các đường vân máu, trông rất đáng sợ. Phạn Thiện sợ đến mức thần người ra. Thiên thần nói, chắc do phong ấn trong người huynh ấy gây ra. Nói rồi, gã nhanh chóng lấy một viên đan dược màu vàng ra cho Diệp Quân uống. Xong, tay gã vừa chạm vào người Diệp Quân thì đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay, cuối cùng ngã mạnh xuống đất. Thiên thần cũng thử người ra. Chuyện gì vậy? Gã vội đứng dậy, sau đó chạy tới gần Diệp Quân thì thấy có ấn ký màu đỏ máu ở mi tâm hắn. Tiếp đó, gã vô cùng ngỡ ngàng. Gã không ngờ sức mạnh của phong ấn này lại khủng khiếp như vậy. Đúng lúc này, Phạn Thiện chợt giơ tay cầm lấy tay Diệp Quân rồi gọi tiểu Diệp Quân. Thấy thế, thiên thần sững người. Vì gã phát hiện Phạn Thiện không hề bị sao cả. Không chỉ thế, khi Phạn Thiện nắm tay Diệp Quân, tia sáng đỏ nhàn nhạt trên người hắn đã dần biến mất, ấn ký màu đỏ máu ở mi tâm hắn cũng nhạt dần. Thiên thần vô cùng chấn động khi thấy cảnh tượng đó. Thật ra tia sáng đỏ không hề biến mất, mà tích tụ dần sang người Phạn Thiện. Lúc này, chợt có một người đàn ông trung niên đi tới gần thiên thần, đó chính là A Ông. Ban nãy khi bị tập kích, ông ta đã bị mất lực chiến đấu. Bây giờ, ông ta cũng đang rất ngỡ ngàng, vì ông ta cũng đã nhìn thấy kiếm khi nấy của Diệp Quân, một kiếm mà có thể giết được mấy cường giả đỉnh cấp. Quá khủng khiếp! Thời không phía xa chợt nứt ra, sau đó có 12 cường giả mặc giáp xuất hiện. Họ vội chạy đến gần thiên thần rồi quỳ xuống, chúng thần cứu giá chậm trễ, xin cửu điện hạ trách phạt. Thiên thần nhìn họ rồi bình tĩnh nói, đứng dậy đi. 12 người kia đứng dậy, người đàn ông trung niên đi đầu lên tiếng, điện hạ, nơi này không an toàn. Thiên thần gật đầu, sau đó nhìn Diệp Quân ở dưới đất rồi nói, đi thôi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân và Phản Thiện, dẫn họ theo luôn ạ. Thiên thần liếc ông ta, thế cũng phải hỏi à. Loáng cái, bọn họ đã rời đi. Không biết bao lâu sau, Diệp Quân mới mở mắt ra. Lúc này, hắn đang nằm trên một chiếc giường, đầu óc vẫn hơi choáng váng. Hắn lại nhắm mắt lại, sau đó lắc đầu. Sau khi cảm giác trách choáng tản dần, hắn lại mở mắt rồi nhìn thấy Phạn Thiện đang ngồi cạnh giường nắm tay hắn ngủ say sữa. Diệp Quân ngoảnh đi rồi lắc đầu cười trừ. Lần này cố cùng tu vi khiến hắn suýt nữa chết thật. Phong ấn đó khiếp thật. Muốn phá nó e là khó đây. Sức mạnh của phong ấn ấy đừng nói là thể trạng của hắn bây giờ, kể cả hắn đang ở trạng thái tốt nhất cũng chưa chắc đã phá được. Đột nhiên Phạn Thiện ngẩng lên, khi nhìn thấy Diệp Quân thì vội nắm lấy tay hắn, ngươi tỉnh rồi à? Diệp Quân không suy nghĩ nữa mà mỉm cười đáp, ừm. Phạn Thiện, có đói không? Diệp Quân gật đầu. Phạn Thiện, chờ chút. Nói rồi, cô ta chạy đi luôn. Diệp Quân mỉm cười. Sau đó lại nhắm mắt. Giờ hắn vẫn thấy hơi choáng, hậu di chứng đáng sợ quá. Một lát sau, Phạn Thiện đã bê một bát cháo đi vào. Cô ta đi tới gần Diệp Quân thì hắn ngồi dậy, Phạn Thiện vội nói, đừng cử động, để ta đút cho.
Diệp Quân cười nói, thôi để ta tự ăn. Sau đó, hắn tự ngồi dậy. Nhưng Phạn Thiện lại trừng mắt, sợ ta đút ăn không ngon à, chó ta còn đút được nữa là người. Diệp Quân nghẹn họng luôn. Nào, há miệng ra. Nửa canh giờ sau, Diệp Quân được Phạn Thiện đỡ ra khỏi phòng. Mặt trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Lúc này, Thiên Thần chợt đi tới. Thiên Thần, Diệp huynh. Diệp Quân, chúng ta đang ở đâu đây? Thiên Thần, Du Thành, thuộc biên giới biên hoang. Diệp Quân hỏi, các yêu tộc thái cổ lúc trước chết hết rồi chứ? Thiên Thần gật đầu, ừm. Diệp Quân gật gù rồi không nói gì nữa. Thiên Thần, Diệp huynh, lần này ta nợ huynh. Diệp Quân lắc đầu cười, trước đó huynh cũng giúp ta mà, chúng ta coi như huề. Thiên Thần mỉm cười nói, có gì cần giúp thì cứ nói với ta. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, ta cần một ít linh tinh. Thiên Thần, chuyện nhỏ, nhưng giờ ta không có, trở về đế đô đã. Diệp Quân gật đầu, được. Thiên Thần nói tiếp, đến đế đô rồi, huynh có dự định gì không? Diệp Quân, tìm một chỗ để yên tâm tu luyện đã. Thiên Thần, hay đến vương phủ của ta? Diệp Quân, không tiện lắm. Thiên Thần, tiện mà. Diệp Quân lắc đầu, ta và Phản Thiện có thân phận hơi đặc biệt, nếu đến vương phủ của huynh chắc chắn sẽ mang lại phiền phức cho huynh. Hơn nữa, ta cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Thiên Thần gật đầu, gã biết Diệp Quân tạm thời không muốn bị cuốn vào tranh đấu trong hoàng thất nên nói, được, đến đó rồi, ta sẽ tìm chỗ cho huynh tu luyện. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Thiên Thần, khách sáo thế. Diệp Quân, khi nào chúng ta đến đế đô? Thiên Thần nhìn lên trời, chờ biên hoang quân đến, còn một đoạn nữa thôi. Để an toàn, ta đã cho người truyền tin tới biên hoang quân, để họ đưa chúng ta đi. Diệp Quân gật đầu tốt. Sau khi trò chuyện thêm với Thiên Thần một lát, Diệp Quân đã hiểu hơn về thế giới này. Nơi hắn đang ở hiện giờ là Vương Triều Thiên Mộ, nơi đây thuộc Văn Minh Thiên Mộ. Văn Minh Vũ Trụ cấp 9. Vương triều này là vương triều đế quốc lớn nhất của Văn Minh Thiên Mộ, nhưng trong nền văn minh này không chỉ có một vương triều duy nhất, mà có tới ba thế lực siêu cấp. Nhất là yên tộc Thái Cổ ở ngoài thành Biên Hoang và Chùa Đại Thiền ở Thiên Phật Giới cùng Sáng Thế Đạo Điện. Sáng Thế Đạo Điện, Diệp Quân không hề thấy bất ngờ, vì khi ở vũ trụ cấp dưới, hắn đã biết Sáng Thế Đạo Điện thuộc Văn Minh Vũ Trụ cấp 9 rồi. Nhưng họ không thuộc vương triều Thiên Mộ này, mà ở Sáng Thế Giới. Sáng Thế Đạo Điện vốn không thuộc Văn Minh Vũ Trụ cấp 9, nhưng ngày xưa, Sáng Thế Đế Thần đã đập vỡ vách ngăn Văn Minh Vũ Trụ bằng sức mình, sau đó dẫn thế lực này tiến vào Văn Oanh Thiên Mộ, đồng thời trở thành một trong các thế lực lớn nhất ở đây. Khi ấy, họ đã làm cả văn minh này phải chấn động. Sáng Thế Đế Thần. Diệp Quân nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi, sau đó nhắm mắt lại. Trong trận chiến với Vũ Trụ Quan Huyền, Sáng Thế Đế Thần chưa xuất hiện. Vì vậy hắn không biết thực lực của người này mạnh đến đâu. Còn Phản Chiêu Đế nữa. Sau khi dung hợp với ác đạo, thực lực của cô ta đã đến cấp nào rồi? Còn chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân hít sâu một hơi. Toàn cường giả đỉnh cấp cả. Con đường hiện giờ của hắn khó đi hơn bao giờ hết. Một canh giờ sau, đã có bốn biên hoang quân đến. Nhờ họ mà nhóm Diệp Quân đã đến được đô thành lớn nhất của Vương Triều Thiên Mộ Thiên Đô. Loáng cái, họ đã đến nơi. Từ xa họ đã thấy có một cổ thành hùng vĩ, có các pho tượng cổ xưa và thần bí chứa đầy khí tức cổ kính đang đứng sừng sững ở đây. Thiên Thần ngoảnh lại nói với các biên hoang quân, cảm ơn. Bốn người đó hành lễ rồi rời đi. Thiên Thần nhìn họ rồi khen ngợi, không hổ là một trong các đội quân tinh nhuệ của vương triều ta, tốt lắm. Diệp Quân gật đầu, đúng là bốn biên hoang vệ này rất mạnh. Dù chưa đạt đến cảnh giới thần tổ, nhưng thực lực chắc chắn đủ chiến với cường giả ở cảnh giới này. Từ đó có thể thấy, thực lực tổng thể của Vương Triều Thiên Mộ rất được. Sau khi vào thành, Thiên Thần cười nói với Diệp Quân, Diệp huynh đến phủ ta chơi đã. Diệp Quân lắc đầu, ta còn phải đưa Tiểu Thiện đi thăm một người, chờ xong việc thì ta sẽ đến làm phiền huynh. Thiên Thần, được. Nói rồi, gã lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Diệp Quân, trong này có ít tiên tinh, huynh cầm dùng trước. Không đủ thì lại đến ta đưa cho. Diệp Quân nhận lấy rồi nói, được. Thiên Thần, tạm biệt. Diệp Quân gật đầu rồi dẫn Phạm Thiện rời đi. A ông bên cạnh Thiên Thần nói, Điện Hạ, thân phận của họ rất nhạy cảm,
không có lợi cho chúng ta. Thiên thần, chúng ta là bạn bè, huynh ấy thích làm gì thì làm. A ông vẫn lo lắng nói, điện hạ, chuyện này không đơn giản đâu. Thiên thần bình tĩnh nói, mới có thể đã sợ thì sao có thể mơ tới mục tiêu kế vị và trở thành hoàng đế số một từ trước đến giờ. Mau chia một nửa vệ quân của ta ra âm thầm bảo vệ họ, cứ thoải mái nói với mọi người chúng ta là bạn bè, ai động đến họ thì cũng như động đến ta. Diệp Quân không đưa Phản Thiện đến Huyền Vân cư ngay, mà dẫn cô ta đi dạo trên phố. Phản Thiện sống ở tiểu trấn từ nhỏ nên chưa từng nhìn thấy đại đô phồn hoa thế này bao giờ, vì vậy cô ấy hào hứng nhìn hết chỗ này sang chỗ nọ, chẳng mấy chốc trên tay đã cầm cả đống đồ. Diệp Quân cũng tò mò quan sát xung quanh, phải công nhận Thiên Đô rất sầm uất, đường phố rộng rãi, các sạp hàng hai bên đường thì vô cùng đa dạng. Sau đó, Phản Thiện đã lôi Diệp Quân đi vào trong một cửa hàng. Đạo Binh Các. Trong cửa hàng này có các bục đá, trên mỗi bục đều có một cột sáng, trong mỗi cột sáng lại trưng bày một món binh khí. Phản Thiện tò mò quan sát các thần binh ấy rồi nói qua, binh khí ở nơi này đẹp hơn binh khí do lão Lý trong trấn làm nhiều, thế mà ông ấy suốt ngày khoác lác mình là thợ rèn giỏi nhất trên đời, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Quân cười phá lên. Đúng lúc này, có một người phụ nữ xinh đẹp đi tới rồi cười nói, hai vị muốn mua thần binh à? Diệp Quân, chúng ta chỉ xem thôi. Người phụ nữ, vâng, nếu cần gì thì cứ gọi ta. Diệp Quân gật đầu, được. Lúc này, Phản Thiện chợt chạy tới trước một bục đá, sau đó nhìn thần vật bên trong rồi phấn khích hỏi, đây là thứ gì thế? Diệp Quân đi tới gần cô ta, sau đó nhìn vào trong cột sáng thì thấy có một móc có màu sắc như cầu vồng, trông rất đẹp mắt. Người phụ nữ xinh đẹp ban nãy đã đi tới rồi giới thiệu, thứ này tên là thần hồng câu, là linh khí tạo hóa, được đúc bằng tinh thạch thái linh và bạc. Khi sử dụng, nó sẽ lóe lên ánh sáng như cầu vồng và có uy lực rất lớn. Phản Thiện hào hứng khen, đẹp quá. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói, đúng vậy, phụ nữ dùng là thích hợp nhất. Phản Thiện vô thức hỏi, bao nhiêu tiền đồng thế? Người phụ nữ xinh đẹp chợt sững người. Diệp Quân, tiền đồng ở đây không mấy ai dùng, hầu hết đều tiêu tinh thạch. Ai? Phản Thiện có chút thất vọng nhìn thần vật đó. Diệp Quân cười nói với người phụ nữ xinh đẹp, món này hết bao nhiêu tiền tinh tạo hóa? Người phụ nữ, 120.000. Những 120.000. Diệp Quân vội nhìn vào trong nhẫn, sau đó lắc đầu nói, không đủ tiền. Số tiên tinh tạo hóa trong chiếc nhẫn mà thiên thần đưa cho Diệp Quân không ít, có hơn 60.000, nhưng món này. Những 120.000 nên chắc chắn hắn không thể mua nổi. Phản Thiện kéo tay Diệp Quân rồi nói, ta chỉ xem thôi, không muốn mua đâu. Diệp Quân, thế thì xem tiếp đi. Ặc, Phản Thiện mỉm cười rạng rỡ. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Quân và Phản Thiện, sau đó mỉm cười chứ không cấm cản gì họ, thậm chí còn đi rót nước cho họ. Tuy chỉ là nhân viên bán hàng, nhưng cô ấy biết rõ không được coi thường bất kỳ ai. Phải hòa nhã với tất cả mọi người. Diệp Quân nhận lấy cốc nước rồi nói, cảm ơn. Người phụ nữ, việc nên làm thôi, hai vị cứ xem đi, nếu có gì cần thì cứ gọi ta là Tiểu Tịnh. Diệp Quân gật đầu, được. Người phụ nữ gật đầu rồi quay đi làm việc của mình. Phản Thiện nhìn thần vật trong cột sáng ấy rồi nói, không ngờ lại có thứ đẹp đến vậy. Diệp Quân, vũ trụ này rất lớn nên còn nhiều thứ đẹp hơn lắm, sau mà có cơ hội ta sẽ dẫn cô đi xem. Phản Thiện sáng mắt lên, thật nhé. Diệp Quân gật đầu, ừm. Phản Thiện cười hì hì, vậy thì ta muốn đến hệ Ngân Hà trước. Diệp Quân, được. Phản Thiện và Diệp Quân lại đi dạo thêm một lúc trong cửa hàng, Diệp Quân rất bất ngờ vì đồ ở đây đều rất được. Đúng lúc này, hắn chợt đi tới trước một bục đá. Trong cột sáng ở đây có một thanh kiếm, thân kiếm có một màu vàng thuần khiết, chuôi kiếm được làm bằng váy cá đen thui như mực. Cả thanh kiếm được làm rất tinh xảo, mỗi một chi tiết đều tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Thanh kiếm này cho Diệp Quân cảm giác là rất đẹp. Phản Thiện đi tới cạnh hắn, khi nhìn thấy thanh kiếm ấy, cô A sáng mắt lên khen ngợi, kiếm đẹp quái. Diệp Quân, đúng là đẹp thật. Phản Thiện đang định nói tiếp thì thanh kiếm trong cột sáng chợt rung lên dữ dội. Cả hai đều ngẩn người. Người phụ nữ tên Tiểu Tịnh cũng đã đi tới, cô ấy nhìn thanh kiếm với vẻ ngạc nhiên, đang định nói gì đó thì thanh kiếm đã phá cột rồi bay tới trước mặt Diệp Quân, sau đó khẽ rung lên như muốn nói gì đó. Tiểu Tịnh ngỡ ngàng nhìn Diệp Quân.
hắn nhìn thanh kiếm rồi nói, ta không làm gì đâu nhé. Thanh kiếm bay vòng quanh người hắn như muốn lấy lòng. Tiểu Tịnh đã nhận ra ý đồ của thanh kiếm nên nói với Diệp Quân, công tử, chuyện này. Diệp Quân cười trừ, ta không làm gì thật mà. Tiểu Tịnh nhìn thanh kiếm vẫn đang ra sức lấy lòng Diệp Quân rồi hỏi, công tử là kiếm tu à? Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tịnh, thế chắc thanh kiếm này thích công tử rồi. Diệp Quân chớp mắt, cho nên có thể tặng ta đúng không? Tiểu Tịnh á khẩu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xin lỗi công tử, chuyện này ta không dám quyết định, mà phải hỏi ý kiến của chủ hàng. Diệp Quân, ta đùa thôi, chúng ta đi đây. Nói rồi, hắn kéo Phạn Thiện định rời đi. Nhưng thanh kiếm kia đã bay tới trước mặt hắn, sau đó xoay tít, ra sức lấy lòng. Diệp Quân thoáng vẻ bất đắc dĩ, ta không mua nổi ngươi đâu. Thanh kiếm rung lên rồi quỳ xuống đất, một thanh kiếm biết quỳ. Chắc chắn nó không phải ổ thanh kiếm bình thường, vì có thể gập thân được. Diệp Quân thấy thế thì như chết đứng, Tiểu Tịnh cũng đầy vẻ ngỡ ngàng. Diệp Quân thấy hơi đau đầu. Sau đó, thanh kiếm còn dập đầu. Diệp Quân quay sang hỏi Tiểu Tịnh, cho mua nợ được không? Tiểu Tịnh hoàn hồn lại, sau đó thoáng do dự rồi lắc đầu, không được, ta. Hành động của thanh kiếm này khiến cô ấy rất khó xử. Tặng thanh kiếm ấy cho công tử này đi. Đúng lúc này chợt có một giọng nói vang lên. Diệp Quân ngoái lại nhìn thì thấy có một cô gái đi từ bên ngoài vào. Cô ta mặc chiếc váy thủy mặc, mi mày như tranh vẽ, trông rất xinh đẹp. Tiểu Tịnh lập tức hành lễ khi nhìn thấy người đó, thanh chủ. Cô gái gật đầu rồi nói với Diệp Quân, công tử xưng hô sao? Diệp Quân, Diệp Quân. Cô gái, nếu thanh kiếm này và công tử có duyên như vậy thì ta tặng công tử. Diệp Quân lắc đầu, thế thì ngại lắm. Cô gái cười nói, thần kiếm có linh tính nên biết chọn chủ, rõ ràng thanh kiếm Thiên Uyên này và công tử có duyên với nhau, xin công tử đừng từ chối. Diệp Quân nhìn thanh kiếm thì thấy nó vang lên tiếng gì đó nho nhỏ. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói với Tiểu Tịnh, thanh kiếm này bao nhiêu tiên tinh tạo hóa? Tiểu Tịnh, 130.000. Diệp Quân gật đầu nói, cô lấy giấy bút ra đây. Tiểu Tịnh ngoái lại nhìn cô gái kia thì thấy cô ta gật đầu. Tiểu Tịnh lập tức đi lấy giấy bút cho Diệp Quân, sau đó hắn đã nhanh chóng ghi giấy nợ, nhưng tên người trả tiền lại là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Phạn Thiện chớp mắt, ngươi tên Diệp Quân cơ mà. Diệp Quân gật đầu, ừ. Phạn Thiện nghi hoặc hỏi, Diệp Huyền là ai hay? Diệp Quân, cha ta. Mọi người. Phạn Thiện, ngươi mua đồ lại bắt cha trả tiền, đúng là nghịch tử. Diệp Quân. Thanh chủ cũng thấy ngạc nhiên. Diệp Quân cười nói với cô ta, cô nương, giấy nợ này được không? Nói rồi, hắn đưa giấy nợ cho cô ta. Thanh chủ, được. Sau đó. Cô ta cất giấy nợ đi rồi nói, ta hiểu là công tử không muốn mang ơn ta, nhưng sau này ta phải tìm lệnh tôn ở đâu để đòi tiền đây. Diệp Quân, ta không biết. Thanh chủ cạn lời. Diệp Quân, dẫu sao lúc cha ta hại ta thì ta còn chưa ra đời. Mọi người. Thanh chủ, công tử thật thú vị. Diệp Quân mỉm cười rồi cầm lấy thanh kiếm kia. Vùi. Một tiếng kiếm vang lên. Kiếm Thiên Uyên rung lên không ngừng vì hào hứng. Thấy thế. Thanh chủ thoáng vẻ kinh ngạc. Diệp Quân mỉm cười rồi nói với Phạn Thiện, chúng ta đi thôi. Phạn Thiện gật đầu, ừm. Diệp Quân chào thanh chủ, hẹn gặp lại cô nương. Thanh chủ, được. Thấy Diệp Quân và Phạn Thiện đi rồi, thanh chủ mới nói, có thể khiến một thanh kiếm phấn kích như vậy, thậm chí còn quỳ xuống xin được nhận chủ, công tử này chắc chắn phải là một cường giả kiếm đạo tuyệt hết. Tiểu Tịnh gật đầu, vị công tử này không hề đơn giản. Ban nãy khi hắn xem các thần vật trong quán thì chỉ gật đầu, chứ không hề có vẻ chấn động gì. Dù nhìn thấy thần khí tạo hóa thì cũng chỉ xem qua, chắc hắn đã có rất nhiều món như vậy. Rồi, hoặc có thần vật cấp cao hơn rồi. Thanh chủ ngoái đầu nhìn bóng lưng của Diệp Quân và Phạn Thiện, hay đấy. Trên đường phố bên ngoài, Phạn Thiện tò mò hỏi, Diệp Quân, tại sao họ lại tặng kiếm cho ngươi? Diệp Quân, cô đoán đi. Phạn Thiện cười nói, ta đoán vì thấy người đẹp trai nên cô nương kia thích người rồi. Diệp Quân cười phá lên, đoán đúng rồi đấy. Phạn Thiện lừ mắt, da mặt ngươi còn dày hơn cả Chu Tiểu Man. Diệp Quân. Phạn Thiện nói tiếp, ngươi mượn tiền rồi bắt cha mình trả, cha ngươi liệu có trả cho không? Diệp Quân, chắc có. Phạn Thiện, cha ngươi mạnh lắm à? Diệp Quân gật đầu.
Phản Thiện, thế sao người bị người ta đánh cho thảm thương thế mà ông ấy lại không giúp? Diệp Quân trầm mặc rồi nói, chắc vì ông ấy cũng từng bị đánh như vậy nên muốn cho con trai mình trải nghiệm thử cảm giác ấy. Phản Thiện. Phản Thiện chớp mắt, ngày xưa, cha ngươi cũng bị đánh thảm lắm à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Phản Thiện tò mò hỏi, thế tại sao cha ông ấy không giúp ông ấy? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, vì ngày xưa cha của ông ấy cũng bị đánh rất thảm. Phản Thiện. Nửa canh giờ sau, họ đi thăm thú phố phường xong thì Diệp Quân nghe ngóng một chút, sau đó dẫn Phản Thiện đến Huyền Vân Cư. Diệp Quân không định giao Phản Thiện cho người khác theo lời dặn dò của ông nội cô ta, vì hắn không yên tâm. Đương nhiên, cũng vẫn phải xem tình hình ra sao đã rồi tính. Huyền Vân Cư là một sơn trang, nơi này khá hẻo lánh và vắng vẻ, cả sơn trang áp sát núi, phía trước có một con sông, nước sông trong vắt chảy uốn lượn theo sơn trang cho đến tận nguồn. Diệp Quân dẫn Phản Thiện đi tới trước cổng, đang định gõ cửa thì Phản Thiện chợt kéo tay hắn, Diệp Quân ngoảnh lại nhìn cô ta. Phản Thiện kiên định nói, ta đi theo ngươi được không? Diệp Quân gật đầu, được. Phản Thiện nghiêm túc nói, ta nói thật đấy. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc chuyện nhé. Diệp Quân mỉm cười, thì ta có đùa đâu, nhưng ông nội cô đã dặn nên chúng ta vẫn phải đến đây xem sao. Đương nhiên, nếu cô không muốn vào thì giờ chúng ta đi luôn, tùy cô đấy. Phản Thiện ngẫm nghĩ rồi nói, thế cứ vào đi. Diệp Quân gật đầu, ừm. Nói rồi, hắn đã gõ cửa. Một lát sau, cửa mở ra, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Phản Thiện. Tuy cô ta không quá xinh đẹp, nhưng cũng rất thanh tú. Cô gái nghi hoặc nhìn hai bọn họ. Diệp Quân, phiền cô nương vào trong thông báo là Khuất Túc tiền bối bảo chúng ta đến đây. Cô gái đáp, chờ chút. Dứt lời, cô ta đóng cửa luôn. Phản Thiện, Diệp Quân. Diệp Quân, sao thế? Phản Thiện định nói gì đó lại thôi. Diệp Quân, muốn nói gì thì nói đi. Phản Thiện, ông nội còn trở về được nữa không? Diệp Quân xoa đầu cô ta rồi nói, ta cũng không rõ nữa. Phản Thiện trầm mặc một lát rồi cười nói, Diệp Quân, ngươi thật tốt. Diệp Quân, tại sao? Phản Thiện, vì ngươi không lừa ta. Diệp Quân mỉm cười, đang định lên tiếng thì cửa lại mở. Cô gái ban nãy nhìn họ rồi nói, mời vào. Nói rồi, cô ấy đã mở hết cổng ra. Diệp Quân gật đầu, sau đó kéo Phản Thiện đi vào trong. Họ vừa vào thì Diệp Quân đã cau mày, vì trong viện hơi u ám, hơn nữa còn yên tĩnh đến mức đáng sợ. Có gì đó hơi bất thường. Diệp Quân âm thầm cảnh giác. Cô gái kia dắt họ vào trong một phòng khách, cô ta nói với Diệp Quân và Phản Thiện, xin chờ một lát. Dứt lời, cô ta đã rời đi. Phản Thiện nhìn quanh rồi dựa sát vào Diệp Quân, nói, Diệp Quân, sao ta thấy nơi này cứ u ám thế nào ý? Diệp Quân, cô sợ ma không? Phản Thiện gật đầu, hơi hơi. Diệp Quân nhìn quanh, phải công nhận càng nhìn, hắn càng thấy nơi này kỳ lạ. Nhưng hắn biết giờ muốn đi thì chắc cũng muộn rồi. Sau đó đã có tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Phản Thiện và Diệp Quân nhìn ra ngoài thì thấy có một người phụ nữ mặc áo trắng đi vào. Người này đeo mặt nạ, không rõ dung mạo, nhưng dáng người rất đẹp, song ánh mắt lại hơi lạnh lùng. Diệp Quân đứng dậy chắp tay, chào cô nương. Người phụ nữ hỏi, Khuất Túc đâu? Diệp Quân, ông ấy đi rồi. Người phụ nữ nhíu mày, đi rồi ư? Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân chằm chằm, người cô ta tỏa ra uy áp vô hình. Đương nhiên Diệp Quân miễn dịch với loại uy áp này, hắn bình tĩnh nói, cô nương, trước khi đi. Khuất Túc tiền bối bảo. Chúng ta đến đây, đồng thời nói mình rất an toàn. Người phụ nữ, chắc ông ta bảo ngươi giao nha đầu này cho ta hả? Diệp Quân trầm mặc. Người phụ nữ nhìn sang Phản Thiện, sau đó nói, cô ta ở lại, ngươi có thể đi rồi. Phản Thiện lập tức kéo lấy tay Diệp Quân, ta muốn đi với ngươi. Diệp Quân gật đầu, cô ấy đi với ta. Người phụ nữ lạnh lùng nói, ngươi chắc chưa? Diệp Quân xa sầm mặt rồi nghĩ thầm, ông già, ông hâm rồi hay sao mà bảo ta giao cháu gái ông cho một người thế này. Sở dĩ hắn dẫn Phản Thiện đến đây là có hai lý do, một là muốn xem người ở đây có biết thân thế của Phản Thiện hay không, hai là tin ông lão.
vì hắn biết ông lão sẽ không bao giờ hại Phản Thiện. Nhưng giờ xem ra người phụ nữ này cũng chẳng hiền lành gì. Lúc này, Phản Thiện đi tới nói với người phụ nữ, ta muốn đi theo hắn. Tuy cô ta thấy hơi sợ người phụ nữ này, nhưng ánh mắt vẫn rất quả quyết. Người phụ nữ, ông nội ngươi bảo ngươi đi theo ta. Phản Thiện lắc đầu, ông bảo Diệp Quân đưa ta ra ngoài, điều này chứng tỏ ông rất tin tưởng hắn, hơn nữa ta cũng thế. Người phụ nữ lắc đầu, tu vi của hắn bị một loại sức mạnh thần bí phong ấn rồi, giờ chẳng khác gì một tên vô dụng nên không thể bảo vệ ngươi được. Phản Thiện vội nói, được mà, hơn nữa ta cũng không cần ai bảo vệ cả, ta rất biết điều. Người phụ nữ không nói gì nữa. Phản Thiện cuống lên nói với Diệp Quân, ngươi nói chuyện với cô ta đi, bảo sức mạnh của ngươi lúc được lúc không. Mặt Diệp Quân đầy vạch đen. Người phụ nữ chợt nói, cả hai ở lại đi. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, còn cô ta nói với Phản Thiện, được chưa? Phản Thiện thoáng do dự rồi hỏi Diệp Quân, ngươi thấy sao? Diệp Quân gật đầu, cũng được. Vừa hay hắn đang cần một nơi yên tĩnh để tu luyện, mà nơi này thì siêu vắng vẻ, non nước hữu tình, đúng là rất phù hợp. Người phụ nữ nói, Ly Thủy, dẫn hắn đi nghỉ đi. Cô gái ban nấy xuất hiện rồi bình tĩnh nói với Diệp Quân, mời công tử. Diệp Quân gật đầu, sau đó rời đi cùng cô ta. Rõ ràng Phản Thiện thấy hơi sợ người phụ nữ này, khi thấy Diệp Quân định rời đi, cô ta vội kéo hắn lại rồi nói, ta ngủ với ngươi. Dứt lời, cô ta chợt sững người, sau đó ý thức được là mình đã lỡ lời. Tiếp đó, cô ta đấm Diệp Quân một cú, tại ngươi hết đấy. Diệp Quân! Phản Thiện đỏ mắt nói, ý của ta là ta muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Quân, ừ. Nói rồi, hắn dẫn Phản Thiện đi cùng với cô hầu gái ra ngoài. Người phụ nữ nhìn họ một lúc, sau đó nhíu mày nói, phong ấn này. Cô hầu gái dẫn Diệp Quân và Phản Thiện đến một biệt viện, cô ta chỉ vào hai căn phòng rồi nói, đó là chỗ nghỉ của hai người. Dứt lời, cô ta đi luôn. Cô hầu gái đi rồi, Phản Thiện mới nói, Diệp Quân. Nơi này lạ lắm. Diệp Quân gật đầu, đúng là lạ thật, nhưng người phụ nữ đó chắc không có ác ý với cô đâu. Nói xong, hắn đưa Phản Thiện vào phòng, ta đọc, còn cô nghe nhé. Thiên Pháp Đạo, Đạo Pháp Minh. Hắn đọc hết tâm pháp của vũ trụ quan huyền pháp cho Phản Thiện nghe. Phản Thiện thấy Diệp Quân tập trung như vậy thì cũng vội vàng ghi nhớ cẩn thận. Một lát sau, Diệp Quân đã đọc xong, nhớ chưa? Phản Thiện gật đầu, nhớ hết rồi. Diệp Quân lấy một ít linh thạch ra rồi nói, giờ tu luyện theo tâm pháp đó đi. Phản Thiện chớp mắt, cứ thế tu luyện à? Diệp Quân gật đầu, Phản Thiện, ừm. Nói xong, cô ta ngồi xuống, sau đó chắp hai tay trước ngực bắt đầu tu luyện theo công pháp. Theo vận chuyển của vũ trụ quan huyền pháp, tiên tinh tạo hóa trước mặt Phản Thiện đều nhanh chóng biến thành linh khí rồi tiến vào cơ thể cô ta. Thấy thế, Diệp Quân mỉm cười, thiên bẩm của nha đầu này khá ra phết. Vừa luyện đã được ngay. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà cũng ngồi xuống mộ bên rồi vô thức nói tháp. Nói chưa hết câu, hắn đã ngẩn ra. Sau đó trầm mặc hồi lâu, thì ra hắn đã quen với sự tồn tại của tháp ra rồi. Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã sẩm tối, hắn cứ ngắm mãi rồi nói, tháp ra, chờ ta nhé. Nói rồi, hắn nhắm mắt lại rồi vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hấp thu tiên tinh tạo hóa. Phủ thần hoàng, việc đầu tiên thiên thần làm khi về phủ là viết một tấu thư rồi sai người gửi cho hoàng cung, gã đã kể lại chi tiết việc xảy ra ở biên hoang. Việc thứ hai là bắt đầu cho thanh đoản kiếm và cái tháp cũ ăn linh khí tiếp. Lần này, gã đã chuẩn bị 100.000 tiên tỉnh tạo hóa. Tuy gã là một vị hoàng tử, hơn nữa còn có quyền thế khá lớn, bổng lộc không nhỏ, ngoài ra còn có tài sản riêng. Nhưng 100.000 tiên tinh tạo hóa vẫn là một khoản tiền lớn với gã. Thiên thần ngồi nhìn hai thần vật trong phòng rồi cười nói, để ta xem các ngươi ăn khỏe tới đâu. Nói rồi, gã đã thôi thúc tiên tinh tạo hóa. Loáng cái, các tiên tinh tạo hóa đã biến thành linh khí rồi chui vào trong hai thần vật. Thiên thần nhìn chúng chăm chú với vẻ chờ mong. Thần binh tạo hóa. Đó là thần binh đỉnh cấp. Thiên thần cười nói, Diệp huynh yên tâm. Ta không chiếm món hời của huynh đâu. Đến lúc đó, ta sẽ giới thiệu muội muội cho huynh. Thời gian cứ thế trôi qua, chưa tới nửa canh giờ sau, 20.000 tiên tinh tạo hóa đã biến mất, còn hai thần vật kia vẫn không có phản ứng gì.
Thiên thần hơi sốt ruột nên tiếp tục thôi thúc các linh tinh còn lại. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Một lát sau, tốc độ hấp thu của cái tháp cũ cùng thanh đoản kiếm đã nhanh hơn, điều này khiến thiên thần rất mừng, cuối cùng gã cũng thấy tia hy vọng rồi. Chắc không còn bao lâu nữa. Thiên thần cũng tăng tốc thúc dục tiên tinh tạo hóa, tốc độ hấp thu của hai thần vật cũng ngày càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, 50.000 tiên tinh tạo hóa đã hết veo, nhưng hai thần vật kia vẫn hấp thu cực nhanh mà lại không có phản ứng gì. Thiên thần thấy hơi là lạ, gã thoáng trầm mặc rồi tiếp tục thôi thúc số tiên tinh tạo hóa còn lại. Một lát sau, hai thần vật cũng đã sơi hết sạch. Nhưng ăn xong, chúng vẫn im thin thít. Thiên thần ngồi im lặng mãi, sau đó bật dậy gọi, "A ông, mang tiếp 10.000 tiên tinh tạo hóa vào đây cho ta. Mẹ kiếp, ta không tin hai thứ này ăn cho ta sạt nghiệp được." A ông nhanh chóng mang thêm tiên tinh tạo hóa vào. Trông thấy thiên thần đã lún quá sâu vào chuyện này, A ông nhỏ giọng nhắc nhở, "Điện hạ, trong phủ cũng cần vận hành, ngươi nên tiết kiệm một chút." Vì là hoàng tử nên chỉ tiêu trong phủ của thiên thần rất lớn, vì trong phủ gã phải nuôi thêm rất nhiều người. Ngoài ra, việc gì cũng cần đến tiền, một lần tiêu cả 200.000 tiên tỉnh tạo hóa thế này thì sẽ khiến phủ rơi vào cảnh khốn đốn mất. Thiên thần nhìn chằm chằm vào hai thần vật rồi nói, không sao đâu. A ông gật đầu rồi im lặng, ông ta là hạ nhân nên phải biết chứng mực, nếu nói tiếp sẽ là vô lễ. Thiên thần tiếp tục thôi thúc tiên tinh tạo hóa, các linh khí chảy vào hai thần vật như nước, còn chúng thì cho đến đâu ăn đến đấy, không hề từ chối. Thấy các tiên tinh tạo hóa cứ ít dần đi, A ông ở cạnh đó bắt đầu sốt sắng. Nếu dùng hết chỗ tiên tinh tạo hóa này mà vẫn không đánh thức được hai thần vật kia thì ông ta sợ thiên thần sẽ phát điên mất. Thiên thần tập trung quan sát hai thần vật, trán cũng đã mướt mồ hôi. Loáng cái, 100.000 tiên tinh tạo hóa tiếp theo đã hết veo trước mắt họ, còn hai thần vật thì vẫn không có phản ứng gì. Thiên thần im lặng. A ông cũng nhăn mặt, ông ta vô cùng ngờ vực nhìn hai thần vật này, rốt cuộc chúng là thứ gì mà ăn ác vậy. Sau đó, thiên thần chợt bật cười. A ông nhìn gã với vẻ lo lắng, điện hạ không sao chứ? Thiên thần lau mồ hôi rồi cười nói, ta không sao, chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi. Xem ra, hai thân vật mà Diệp huynh cho ta có cấp bậc cao hơn ta tưởng. A ông gật đầu, chắc là thần binh tạo hóa. Thiên thần, có khi nào còn cao hơn nữa không? A ông kinh ngạc. Thiên thần, phải đi gặp muội muội vay ít tiền mới được. Nói rồi, gã đi luôn. Xong gã vừa ra đến cửa thì có một ông lão bất ngờ xuất hiện, ông lão cung kính hành lễ rồi nói, điện hạ, tân nương nương bảo người lập tức vào cung. Tân nương nương, đó chính là mẹ của thiên thần, cũng là phi tử của thiên mộ đệ. Thiên mộ đệ là người không thích nữ sắc nên chỉ có một hoàng hậu và một phi tử. Nghe thấy vậy, thiên thần ngạc nhiên hỏi, mẹ gọi ta ư? Ông lão gật đầu, xin điện hạ nhanh chân. Nghe thấy thế, thiên thần gật đầu, ừm. Nhưng vừa đi được vài bước thì gã chợt nhớ tới điều gì đó nên nói với A ông, Huyền Vân Cư là một nơi không đơn giản, bảo người của ông chú ý an toàn cho Diệp huynh. Nếu cần thì không cần hỏi ta mà cứ ra tay luôn. A ông gật đầu, vâng. Thiên thần quay người rời đi, một lát sau đã đi theo ông lão vào hoàng cung. Vì hoàng cung là nơi cấm địa, không cho phép bay nên hai bọn họ phải đi bộ. Trên đường đi, thiên thần hỏi, Vũ Thúc, mẹ tìm ta có việc gì thế? Vũ Thúc lắc đầu, lão nô không rõ. Thiên thần im lặng, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt chợt sầm xuống, sau đó dần trở nên u ám. Đúng lúc này, có một ông lão xuất hiện ở phía trước. Ông A mặc y phục nho ra, đầu đội miệng, tay cầm một cuốn cổ tịch, trên người tỏa ra phong thái tao nhã. Nhìn thấy người đó, Vũ Thúc hành lễ, kê tướng. Kê tướng, tướng quốc của Vương Triều Thiên Mộ. Người đứng đầu văn võ bá quan và có đệ tử ở khắp thiên hạ. Năm xưa, kê tướng còn là một trong hai công thần giúp thiên mộ đế đăng cơ nên còn được gọi là đế sư, cũng là sư phụ kiêm nhân vật nòng cốt của đại hoàng tử hiện giờ. Thiên thần nhìn thấy kê tướng thì không hành lễ, tuy ông A có địa vị cực cao nhưng dẫu sao thì gã cũng là hoàng tử. Kê tướng cũng không hành lễ với thiên thần mà chỉ nói, thần điện hạ, nghe nói người đã dẫn hai tộc dân ở biên hoang ra ngoài. Sau đó, ông ta đi tới gần thiên thần rồi nói tiếp, như thế là không được,
Dứt lời, ông ta đi luôn. Thiên thần Sa sầm mặt. Phú thúc chợt nói, điện hạ, chúng ta đi thôi, nói rồi, ông ta dẫn thiên thần đi tiếp vào cung. Một lát sau, phú thúc đã đưa thiên thần đi xuyên qua một hoa viên rồi tới trước một đại điện xa hoa. Ông ta hành lễ rồi lui xuống. Thiên thần đi vào thì thấy có một người phụ nữ xinh đẹp mặc cung trang đang ngồi cạnh cửa sổ trong phòng. Nhìn bề ngoài thì bà ta chỉ khoảng 30 tuổi. Tần nương nương, thiên thần đi tới rồi cười gọi, mẹ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc chuyện nhé. Tần nương nương bỏ cuốn cổ tịch trong tay xuống rồi cười nói, về rồi hả? Thiên thần gật đầu, vâng. Tần nương nương, con ngồi đi. Thiên thần ngồi xuống đối diện bà ta, sau đó cầm một linh quả trên bàn lên ăn. Mẹ, lần này con đã quen một người bạn rất thú vị ở bên ngoài, huynh ấy rất ưa nhìn, nhưng vẫn kém con một chút. Con thấy có thể giới thiệu muội muội cho huynh ấy. Tần nương nương cười nói, người đó tên là Diệp Quân đúng không? Thiên thần gật đầu ngay, đúng ạ, mẹ siêu thật đấy, con chẳng giấu được mẹ chuyện gì. Tần nương nương cầm một quả nho lên rồi lột vỏ, sau đó đưa cho thiên thần. Thiên thần mỉm cười rồi cầm lấy ăn, nhưng lúc này, tần nương nương chợt nói, nhưng hai người đó phải chết. Giọng nói của bà ta nhẹ, nhưng rất quả quyết. Thiên thần vừa cho quả nho vào miệng thì lại lấy ra, sau đó để lên bàn rồi nói, mẹ, huynh ấy đã cứu mạng con. Tần nương nương, chuyện con đưa họ ra ngoài phía đại hoàng tử đã biết cả rồi, kê tướng đã đi phát động các quan lại vạch tội con. Mình lại đối lý trong chuyện này nên không chống lại họ được. Chúng ta sẽ thiệt thòi lắm đấy. Thiên thần, huynh ấy đã cứu con. Tần nương nương nhìn thiên thần, nụ cười trên mặt đã biến mất, phải lấy đại cục làm trọng. Thiên thần lắc đầu, mẹ, con chẳng phải người tốt lành gì, nhưng con không thể làm chuyện lấy oán báo ơn được. Tần nương nương, để mẹ làm giúp con. Không được. Thiên thần đứng dậy, sau đó nhắc lại, mẹ, huynh ấy đã cứu mạng con trai mẹ đấy. Tần nương nương, có thể bù đắp cho người nhà hắn. Nhưng hắn thì phải chết. Thiên thần bắt đầu nổi giận, nhưng gã vẫn cố nhịn. Gã hít sâu một hơi rồi ngồi xuống nói, mẹ, mẹ có nghĩ nếu con giết huynh ấy thì con sẽ trở thành người như thế nào không? Mẹ muốn con trai mình trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa sao? Tần nương nương kiên định nói, con muốn đăng cơ thì không thể quá nhân từ được, hiểu chưa? Thiên thần lắc đầu rồi nghiêm túc nói, mẹ, từ nhỏ con đã muốn làm hoàng đế, sau đó vang danh muôn đời. Nhưng muốn làm hoàng đế không có nghĩa phải bán đứng bạn bè. Mẹ đã thấy có vị hoàng đế nào vô liêm sỉ vậy chưa? Ánh mắt tần nương nương đã trở nên nghiêm nghị, họ có được hình tượng huy hoàng không phải chỉ vì công lao của bản thân, mà còn có sử sách do họ tự viết lại. Có ai đi viết những chuyện xấu vào sử sách chứ? Thiên thần trầm mặc rồi nói, mẹ, làm người thì không thể như thế được. Tần nương nương, mẹ biết con khó xử, cho nên mẹ sẽ làm thay con. Thiên thần đứng bật dậy, con đã phái người đến Huyền Vân Cư, dứt lời, gã quay người bỏ đi. Đứng lại, tần nương nương quát. Thiên thần dừng bước, tần nương nương nhìn gã nói, con có biết có bao nhiêu người đang ủng hộ mình không? Nếu Diệp Quân còn sống, đại hoàng tử chắc chắn sẽ mượn chuyện này viết tấu chương, tố con là hoàng tử mà có hành động tùy tiện, không quan tâm đến tổ pháp. Lúc đó, phe chúng A sẽ lâm vào cảnh bị động. Thiên thần, mẹ! Mẹ có nghĩ nếu giờ hai người Diệp Quân bị giết thì mọi người đều biết là con làm không? Huynh ấy đã cứu mạng con mà con lại làm như vậy, chưa kể đến việc con tự thấy day dứt thì mẹ nghĩ người ngoài sẽ thấy con đối đãi với ân nhân của mình như vậy thì họ có thất vọng không? Tần nương nương nhíu mày. Thiên thần nói tiếp, tiếp nữa, Diệp huynh cũng không phải người bình thường đâu. Nếu giờ con sợ huynh ấy làm liên lụy đến con rồi hãm hại huynh ấy thì chắc chắn sẽ đắc tội với huynh ấy cùng thế lực đứng sau. Lúc đó, chúng ta sẽ mất cả trì lẫn trài, làm vậy là rất ngu xuẩn. Tần nương nương im lặng. Thiên thần, mẹ, tình thế đúng là bất lợi cho con. Con bảo vệ Diệp huynh thì sẽ bị đại ca mượn thế đó vây đánh, kiểu gì họ cũng viết tấu chương để đưa con vào chỗ chết. Nhưng lương tâm con không cho phép mình giết Diệp huynh, hơn nữa cũng không đắc tội với thế lực phía sau huynh ấy. Làm vậy thì người đi theo con sẽ thấy thất vọng, còn người ngoài sẽ phỉ nhổ vào con. Tần nương nương, thế giờ con tính sao? Thiên thần quả quyết, bảo vệ Diệp huynh. Tần nương nương nhíu mày không nói gì nữa,
bầu không khí giữa hai mẹ con chợt trở nên căng thẳng. Thiên thần nói tiếp, dù chết cũng phải bảo vệ huynh ấy, gã nói với giọng điệu kiên định. Tân nương nương chỉ im lặng nhìn gã. Thiên thần, làm vậy tuy nguy hiểm, nhưng lại là sự lựa chọn tốt nhất. Luận về tư thì con người Diệp huynh rất tốt, tính cách cũng giống con, là người trọng tình nghĩa thì huynh ấy đã chẳng mạo hiểm tính mạng đến cứu con. Người trọng tình nghĩa như vậy rất đáng để kết thân. Luận về công, huynh ấy chắc hẳn không phải người bình thường, kết giao với huynh ấy sẽ có lợi cho con. Và lại, cả triều sẽ coi con là người trọng tình nghĩa. Nếu thành công thì có cả danh lợi, thất bại thì vẫn có danh nên không thiệt đâu ạ. Tần nương nương vẫn im lặng. Thiên thần, mẹ, đại ca và con đều muốn làm hoàng đế nên chúng con là đối thủ không đội trời chung. Nhưng Diệp huynh thì khác, giờ nếu chúng ta cho người đi giết huynh ấy thì kiểu gì đại ca cũng cho người đi bảo vệ. Đến lúc đó, mình còn ra thể thống gì nữa? Cuối cùng, Tần nương nương mới chịu lên tiếng, vậy ta nghe con. Thiên thần thở phào một hơi rồi nói, mẹ, con muốn mượn mẹ ít tiên tinh tạo hóa, càng nhiều càng tốt. Tần nương nương, để làm gì thế? Thiên thần cười đáp, dạo này con chỉ tiêu hơi quá đà. Tần nương nương nhìn gã rồi lấy một chiếc nhẫn ra, trong nhẫn có 100.000 tiên tinh tạo hóa. Thiên thần, cảm ơn mẹ, nói rồi, gã cầm nhẫn chạy luôn. Tần nương nương nhìn bóng lưng rời đi của thiên thần mà lo lắng nói, con trai ngốc, con làm vậy chỉ hại mình thôi. Thiên thần nhanh chóng về phủ của mình, sau đó lã hai thần vật ra rồi cho chúng chén 50.000 tiên tinh tạo hóa tiếp. A ông nói, điện hạ, hai thần vật này ăn tốn quá, cứ thế này thì chúng ta không trụ nổi đâu. Thiên thần gật đầu, thử lần cuối, sau khi ăn 50.000 tiên tinh tạo hóa xong, thanh đoản kiếm và cái tháp cũ vẫn im lìm. Thiên thần đang định nhồi nốt cho chúng 50.000 còn lại thì đúng lúc này, thanh đoản kiếm đã vang lên tiếng kêu khe khẽ. Tiểu tháp cũng rung lên rồi xuất hiện tia sáng vàng nhàn nhạt. Thiên thần mừng rỡ, A ông cũng vui ra mặt rồi nói, linh tính tỉnh rồi. Đúng lúc này, trong thanh đoản kiếm vang lên một giọng nói yếu ớt, tiểu chủ. A ông, điện hạ, linh tính này giờ rất yếu, mau bắt nó nhận chủ đi. Nhưng thiên thần lại lắc đầu, sau đó cất hai thần vật rồi rời đi. A ông nghỉ hoặc hỏi, điện hạ, người làm gì thế? Thiên thần không trả lời mà nhanh chóng biến mất. Diệp Quân đang ngồi xếp bằng trong biệt viện thì chợt cau mày, hắn ngoảnh lại thì nhìn thấy thiên thần đã đến. Diệp Quân ngạc nhiên gọi, thiên thần huynh. Thiên thần đi tới gần rồi đưa hai thần vật cho Diệp Quân, huynh mau rời khỏi đây ngay đi. Diệp Quân nhìn sắc mặt nghiêm trọng của thiên thần, hắn đại khái cũng đoán ra được nguyên do, bèn nói, là do thân phận của ta và tiểu thiện sao. Thiên thần gật đầu, ta vẫn đánh giá thấp quyết tâm muốn giết ta của đại ca rồi. Hiện tại bọn họ đang chuẩn bị lợi dụng thân phận của hai người để kết tội ta. Mà người bên phía A để không bị bọn họ kết tội, rất có thể sẽ ra tay với hai người, nếu các người cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ rất nguy hiểm. Dứt lời, gã nhìn Diệp Quân, nói, xin lỗi, đã để huynh cuốn vào chuyện này rồi. Diệp Quân nói, người nên xin lỗi là ta. Nếu như không phải huynh đưa bọn ta ra ngoài, thì huynh cũng sẽ không phải gặp những phiền toái này. Thiên thần cười gượng, nếu như không đưa hai người ra, thì ta đã chết trong tay của yêu tộc Thái Cổ rồi. Diệp Quân mỉm cười, sau đó đáp, tình hình rất khó khăn sao? Thiên thần gật đầu, rất khó khăn, hai người ở lại đây, sẽ chỉ càng thêm rắc rối. Diệp Quân nói, bây giờ bọn ta đi, có phải có hơi muộn rồi không? Thiên thần trầm giọng đáp, ta sẽ cố gắng hết sức. Diệp Quân nói, vấn đề lớn nhất chính là thân phận của bọn ta, phải không? Thiên thần gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân đột nhiên nói, ai nói những người đến từ trấn nhỏ vùng biên giới thì đều là tội dân chứ? Thiên thần sửng sốt, Diệp Quân mỉm cười, theo như ta được biết, tội dân ở trấn nhỏ vùng biên giới đều có tội tịch, việc này chỉ cần điều tra là biết, không phải hay sao? Thiên thần võ chán, có phần ảo não, sao ta lại quên mất chuyện này? Diệp Quân nói tiếp, dĩ nhiên, cho dù bọn ta không phải tội dân, thì đại ca của ngươi có lẽ vẫn sẽ còn kiếm chuyện. Do vậy, huynh không thể bị động, nhất định phải chủ động. Thiên thần lập tức hơi tò mò, còn có thể chủ động được sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Thiên thần hỏi, phải chủ động thế nào? Diệp Quân bình tĩnh đáp, thượng tấu, nói đại ca của huynh cấu kết với yêu tộc Thái Cổ. Thiên thần lập tức sững sờ, việc này, sẽ có người tin sao?
Diệp Quân cười đáp, không quan trọng có người tin hay không, quan trọng là đại ca của huynh có động cơ này. Huynh và đại ca của huynh đều là hoàng tử, đều muốn làm hoàng đế, gã ta cấu kết với cường giả của yêu tộc Thái Cổ nhằm để giết huynh, động cơ này là có căn cứ. Còn về phần người khác có tin hay không, thì huynh không cần phải bận tâm, huynh bận tâm là đại ca của huynh kia. Để gã ta đi tìm cách chứng minh gã ta không cấu kết với yêu tộc Thái Cổ. Nghe những lời của Diệp Quân, thiên thần khẽ rùng mình. Mẹ nó, vị Diệp huynh ở trước mặt này không phải là người tốt. Diệp Quân nói tiếp, nếu huynh còn cảm thấy chưa đủ, thì vẫn có thể ra chiêu tàn nhẫn hơn nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.